xuyên mơ về lại căn xưa. Thưa quý vị, ngôi chùa Phật Quang có thể nói là tâm điểm của nhiều cái cảm xúc vui buồn ở trong mỗi chúng ta. Đối với chúng tôi, đó là một cái kết tinh của bao nhiêu cái tâm huyết, bao nhiêu cái nguyện vọng. Nhưng mà thật sự thì cái duyên tới rồi, nhưng mà vẫn chưa có đạt đến cái chỗ thù thắng, nên chúng ta đã không giữ được ngôi chùa. Ngôi chùa đã trở thành cái tâm điểm của bao nhiêu là thị phi, bao nhiêu là gánh nặng. Và chúng tôi đứng đây tối hôm nay cũng phải thưa với quý vị, khi mà chúng tôi nhận được quyết định số 20 của Viện Năng Thống là yêu cầu chúng tôi giao ngôi chùa, nhưng mà phải chịu trách nhiệm trả về tài chính, thì thật ra chúng tôi không biết phải làm gì. Nhưng mà trong đời chúng tôi có một lần chúng tôi chứng kiến được, đó là cái lòng thương của chư Tăng và quý Phật tử trong giáo hội. Tất cả các vị đã cùng có chung một cái nhịp thở, có chung một cái ưu tư. Và trong những giờ phút khó khăn đó, thì toàn thể văn phòng 2 và giáo hội tại Hoa Kỳ đã có những sự đồng tâm. Và thưa quý vị, thật ra ngôi chùa đó, trước ngày 10 tháng 8 thì thưa quý vị chỉ có 3 người và đứng tên trong việc pháp lý của giáo hội, đó là chị Lan với tư cách thủ quỹ, Đường Nguyên Hòa là tổng thư ký và chúng tôi là chủ tịch. Nhưng mà khi quý ngài trong giáo hội nghĩ đến chuyện là bản thân của chúng tôi và Nguyên Hòa không thể gánh vác nổi hết cái gánh quá nặng như vậy, thì quý ngài đã đạt đến một cái đồng thuận chung là làm sao để nới rộng thành phần nhân sự trong hội đồng quản trị, vốn đã có từ 3 người lên 9 người. Ở trong cái hoàn cảnh nghiệt ngã như vậy, thật ra chúng tôi nghĩ là cũng khó có ai có thể dám gánh. Tại gánh ở đó là gánh nợ, nợ trên phương diện tiền bạc và nợ trên phương diện cái trách nhiệm. Và chúng tôi rất là ngạc nhiên là đã có 6 vị đứng ra đi chịu gánh vác với tư cách là trở thành thành viên của hội đồng quản trị, và họ đã bầu ra một vị chủ tịch. Đó là sự bầu chọn của các thành viên chứ không phải là của cá nhân chúng tôi. Và tại vì họ nghĩ rằng ngoài cái gánh nặng nó còn liên quan đến chuyện kiện tụng, thì tốt hơn hết là để ông luật sư đứng ra để hứng đạt. Và thưa quý vị, rốt cuộc chúng ta có ông tân chủ tịch của hội đồng quản trị là Stephen Deal, luật sư. Không thể nào kể cho tất cả quý vị nghe được hết tất cả khó khăn của hội đồng quản trị. Quý biết là có những lúc mà họp từ tối cho đến 12 giờ khuya. Chúng tôi có thể đọc ở trong cái giọng nói của tất cả mọi người, tuy rằng đau nỗi đau chung, lo nỗi lo chung, nhưng mà tất cả các vị đều rất là quyết tâm. Những quyết định nó không dễ dàng, thưa quý vị. Cách đây khoảng một tuần lễ, khi đề cập đến cái chuyện mà bán chùa, nhiều Phật tử thắc mắc tại sao. Nhưng quý vị có biết rằng cách đây một hôm chúng tôi đã nhận được cái thư kiện của văn phòng luật sư Tammy Tran. Thì điều đó có nghĩa là hội đồng quản trị đã đi trước một bước. Như là quý vị đã nghe trình bày trong khoáng đại số 2, là chúng ta tránh được rất là nhiều phiền phức. Tránh nhiều phiền phức không phải chỉ cho hội đồng quản trị, không phải cho cá nhân chúng tôi, mà cho tất cả chúng ta ở tại đây. Nếu hội đồng quản trị đã không có những quyết định nhanh chóng, hữu hiệu và dứt khoát, thì tối hôm nay
Chúng tôi nghĩ rằng quý vị không có bữa ăn cơm ngon như vậy đâu. Chúng ta còn có nhiều chuyện phải lo lắm thưa quý vị. Nhưng câu chuyện chúng ta không dừng lại tại đây. Chúng ta phải nhìn lại toàn bộ ngôi chùa. Và chúng ta có trách nhiệm đối với quần chúng ở bên ngoài. Là đây là đại hội. Đây là sẽ là những người có quyết định sau cùng về ngôi chùa Phật Quang, về làm thế nào để chúng ta hoàn trả một cách thích đáng, nhanh chóng lại cho tất cả những người đã vai cho vai và cúng dường. Nói thì đơn giản nhưng thực sự không có đơn giản. Lát nữa chúng ta sẽ nghe. Và dĩ nhiên là trong thuyết trình đoàn sẽ gửi đến quý đại biểu những cái sự lựa chọn. Mà quý vị sẽ là những người lựa chọn cái gì chúng ta cần làm, nên làm cho chùa Phật Quang. Ở đây chúng ta cũng có một vị khác là anh Lê Hiếu. Chúng tôi chỉ được biết là anh đến từ Atlanta, là một chuyên gia về thuế. Và rất là mừng là ở trong những cái khổ nạn mà tất cả chúng ta phải gánh, thì chúng ta có một luật gia và có một chuyên gia về thuế. Chúng ta có anh Nguyễn Minh Huy là tổng thư ký của Hội đồng Quản trị, được Nguyễn Kinh Luân là cựu chủ tịch của cộng đồng hạt Tarrant, Texas, là người chia sẻ rất nhiều và cũng đã có một vài lời phát biểu với chúng ta. Và sau cùng là đạo hữu Nguyên Hòa. Thì thưa quý vị, chúng tôi biết rằng cái khó khăn nó không nhỏ, nhưng mà đến đây với đại hội này, chúng tôi đặt trọn vẹn niềm tin ở những người có khả năng và thiện chí như là Stephen Dew, như là Lê Hiếu, như là những vị trong hội đồng quản trị. Và chúng tôi cũng đặt trọn niềm tin ở sự quyết định sáng suốt của đại hội. Chúng ta không sợ khó khăn, chỉ sợ là chúng ta không độc lập. Chúng ta không có ngại gian khổ, chỉ sợ rằng chúng ta sống không có trách nhiệm. Và với tất cả sự kỳ vọng, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị thành phần thuyết trình hôm nay và mời Stephen Dew. Dạ, cảm ơn Thượng tọa Giác Đặng, kính bạch Hòa Thượng Thông Đạt, Sư Bà Tịnh Trường và tất cả Tăng Ni. Và cũng kính thưa tất cả quý vị Phật tử. Trước khi mà Stephen đi vào cái vấn đề ngôi chùa, Stephen muốn nói một vài điểm để cho quý vị thấy cái vấn đề. Một cái cơ quan tổ chức nào cũng vậy, đều có một người chủ tịch, phó chủ tịch và thủ quỹ. Khi mà một vấn đề của một cái tổ chức mà có về vấn đề tài chính, người nào sẽ là người chịu trách nhiệm lo trình bày về vấn đề tài chính của một cái tổ chức? Xin quý vị cho biết. Chúng ta ai cũng biết đó là người thủ quỹ. Thượng tọa Giác Đặng mới vừa nói là khi mà cái tổ chức UBC được thành lập có 3 thành viên, thượng tọa là chủ tịch, chú Minh là tổng thư ký, chị Ý Lan là thủ quỹ. Đúng, cái vấn đề mà Stephen muốn đưa cái đó để cho quý vị tưởng tượng và bắt đầu đi vào một cái vấn đề khác. Phòng thông tin, ông Võ Văn Ái, dưới cái ấn và chữ ký của Đức Tăng Thống, gỡ vào cái thư khẩn, rồi sau đó là cái thư khẩn hơn nữa, là yêu cầu Thượng tọa Giác Đặng, chủ tịch của UBC, phải bạch hóa chi tiết tài chính gây quỹ của chùa Phật Quang. Quý vị thấy có cái gì hơi lạ ở chỗ đó hay không? Cái lạ đó là tại sao không hỏi cái người thủ quỹ ở chung nhà với mình? Thành ra cái thông báo đó
nó có một cái ý nghĩa khác là xuyên tạc, bôi lọ. Chứ nếu mà muốn biết về cái tài chánh của cái UBC thì chỉ cần hỏi chị Y Lan là biết hết tất cả. Tại sao phải ra những cái thông báo khẩn và nói cái điểm thứ nhất? Thật ra chúng ta biết cái đó một người ta có một cái ý gian là điểm đầu tiên. Điểm thứ nhì là trong tất cả những cái email mà quý vị có nhận được và nói rằng là cái ban quản trị đầu tiên ba người họp lại thì không có đúng hợp lệ theo nguyên tắc. Rồi sau đó là cái ban quản trị mới được thành lập cũng không hợp lệ. Rồi sau đó tất cả những gì ban quản trị làm cũng không hợp lệ hết. Thì bây giờ, và họ nói rằng là cái ngày 20 tháng 8, 2015, tức là ngày thứ năm đó, ban quản trị ba người họp lại và bổ túc 6 người thêm. Cái này rất là quan trọng quý vị. Ngày thứ năm 20 tháng 8, cái vấn đề đó là Thượng tọa Giác Đẳng có gửi email cho chị Y Lan ngày 18 tháng 8. Chị Y Lan có gửi cái email lại là nói chị rất là bận và chị viết một cái email rất là dài một trang và chị nói tại sao nó vi phạm cái hiến chương chứ không phải là UBC, cái hiến chương. Thành ra chị muốn dời cái ngày đó lại. Thượng tọa Giác Đẳng dời lại 24 tiếng. Thế là 18, rồi 19, rồi mới ra 20. Cái con số 20 đó nó rất là quan trọng quý vị. Quý vị đã nghe chú Mai Xuân Châu nói là văn phòng 2 và giáo hội hội họp mỗi tuần vào ngày thứ năm, và mỗi tuần khi mà có cái UBC đó, ngay cái thời điểm đó thì chúng ta có thể nói là ba người ban quản trị, mà ba người đó cũng là thành viên của cái văn phòng 2 và cũng là ba người trong cái giáo hội. Thành ra mỗi một tuần là cái UBC ba thành viên đều hội họp, và trong đó có nhiều người hơn là trong ban quản trị, và hội họp mỗi tuần có biên bản đàng hoàng. Thành ra cái ngày 20 tháng 8 đó không phải là cái ngày đầu tiên mà ban quản trị của UBC họp quý vị. Nhưng mình không có cãi với người ta, họ nói cái gì kệ họ. Và quý vị cũng nghe chú Mai Xuân Châu nói là cái ngày cũng rất là quan trọng, đó là ngày 23 tháng 4 2015, chị Ý Lan và giáo sư Võ Văn Ái, hay là ông Võ Văn Ái, không họp hội nữa. Nào, một cái cơ quan tổ chức có đăng bạ ở nước Mỹ hay tiểu bang Texas và có 3 thành viên, những cái thành viên đó đều có cái trách nhiệm. Chứ không phải cái chức càng cao thì cái trách nhiệm càng nặng. Một cái người có cái trách nhiệm mà không chịu đi hội họp, tức là vô trách nhiệm. Có nghĩa là cái ban quản trị có thể cách chức chị Lan bất cứ lúc nào cũng được. Sau mình lấy cái ngày 23 tháng 4 2015, bây giờ chúng ta bỏ tất cả qua vấn đề đó đi, mình nói về cái chùa Phật Quang. Như quý vị đã biết, chùa Phật Quang mua và bán, thì đây là cái con số mà hồi nãy ngay cái khoáng đại số 1 có nói là cái chùa Phật Quang, và cái con số này nó cũng rất là quan trọng để chúng ta nhìn. Cái con số mà Stephen viết đó, cái closing cost đó, là chùa Phật Quang mua và giấy tờ sổ sách đó, là 1.2 triệu 54 ngàn.
Còn cái tiền chi phí mà cộng vô đó, cái đó, đó là cái không có dính líu gì với cái vấn đề mua chùa Phật Quang. Cái đó là sau đó, giống như quý vị mua nhà thì quý vị mua bàn ghế đồ thì quý vị không thể nào tính như cái bàn ghế là cái tiền mua nhà được. À, mình cái này rất là quan trọng. Tại là cái con số là 1.254.000. À, và trong một tuần vừa qua, khi mà cái tin mà chùa Phật Quang được bán đó, rất là nhiều những cái sai lầm ở trong những cái email. Có những cái email họ viết ra, họ nói rằng là bán 900.000, có cái là nói bán 800.000, vân vân và vân vân. Mà tất cả những cái đó đó đều có nói là Thượng tọa Giác Đẳng và lại Stephen Deal là hai tay đại biệt giật tiền của bá tánh. Stephen thấy cái đó thì nó hơi mắc cười. Nếu mà mình giật tiền của bá tánh thì mình cũng phải làm một cách kín đáo một tí, chứ đâu có làm một cách trắng trợn mà ai cũng thấy hết, mà có đăng bạ ở trong cái thành phố Huntington Beach. Thành ra cái đó mình cũng gạt qua một bên. Cái chùa Phật Quang được bán với cái giá là 1.1 triệu. Mà cái này đó, nó theo cái cách là sales by owner, tức là người chủ bán, và người chủ mà người bán đó là chủ nợ. Thì cái đó đó nó chia ra là 200.000 tiền đặt cọc, và bắt đầu tháng 11/2015 mỗi tháng trả 100.000. Có nghĩa là 900.000 cái tiền nợ đó, là mỗi tháng, là cho nó 9 tháng nữa thì mới giải quyết hết được cái nợ đó. Mà trong cái lúc mà Thượng tọa với lại Stephen điều đình với cái người bán đó, thì có rất là nhiều Phật tử cũng cố gắng muốn giúp đỡ. Thì có vài Phật tử hứa sẽ tặng cho 100.000. Có nghĩa là cái quỹ của cái chùa Phật Quang bán đó là 1.1 cộng cho 100 là 1.2 triệu. Có nghĩa là chúng ta lỗ khoảng 54.000. Ban quản trị thì chấp nhận cái lỗ lã đó. Cái thứ nhất, rất là khó kiếm người mua. Cái thứ nhì, muốn mà bán được cái chùa, bởi vì đây là cái chùa, thì thường thường đó, cái người mà làm chùa, tức là tu sĩ, người ta mới mua của chùa. Cái đó rất là hiếm. Một cái người thường thương gia đầu tư đó, họ mua đó, thì cái câu hỏi mình phải đặt ra, mình mua cái chùa để làm cái gì? Đó. Thành ra họ có thể mua cái chùa và họ phá ra và họ làm vấn đề buôn bán, đầu tư của họ. Thì đương nhiên, nội cái tiền phá cái chùa, phá cái nhà đó đó, để mà xây dựng một cái cơ sở buôn bán hay là một cái gì đó, thì cái nội cái tiền phá không, cái tiền mà mình phá hết mấy cái đó, nó cũng lên gần 100.000 rồi. Đó. Thành ra cái con số 1.1 triệu đó, nó rất là công bằng. Trong cái thời điểm đó rất là khó kiếm người mua. Thành ra 1.1, nhưng mà cũng có một vài mạnh thường quân hảo tâm tặng cho chúng ta 100. Cái câu hỏi kế tiếp là ai cũng nghĩ rằng là có những cái email đưa ra nói bây giờ chúng tôi lấy tiền lại để tiền lại. Stephen muốn nói cho quý vị, hiện bây giờ trong cái quỹ chỉ có 200.000 thôi, và chúng ta phải trả nợ. Thành ra chúng ta phải trả những cái nợ gần, nợ ngắn, rồi mới tới cái nợ xa. Chúng ta không có 1.1 triệu, chúng ta chỉ có 200.000, và sang tháng sau thì chúng ta sẽ được 100.000, và chúng ta sẽ trả từ từ theo một cái hệ, một cái kế hoạch. Và trong cái cuộc khoáng đại này thì Stephen sẽ lấy cái ý kiến của tất cả quý vị trong cái phòng này. Bán hay không bán là một cái vấn đề mà ban quản trị khi mà được thành lập phải quyết định. Không ai muốn bán chùa hết. Nhưng mà cái câu hỏi đặt lại là giữ cái chùa thì cái ảnh hưởng nó như thế nào? Thượng tọa Giác Đẳng đã cho quý vị biết cái vấn đề mà xảy ra, mà cái đối tượng của cái vấn đề đó là cái chùa Phật Quang.
Nếu mà không còn chùa Phật Quang thì nó không còn cái đối tượng để mà cho ông ái, ông đánh đập, bôi nhọ, miệt thị và xuyên tạc. Thì cái chuyện đó đã xảy ra sau khi cái chùa, cái tin cái chùa được bán, thì quý vị cũng thấy là cái mạng lưới mà bôi nhọ thượng tọa Stephen Dill hay ban quản trị nó cũng giảm xuống gần như là 70%. Cho chúng ta thấy là chứng minh là cái chùa là cái đối tượng cho họ bôi nhọ. Nào, cái câu hỏi là bán hay không nên bán thì bây giờ mình mới đặt ra. Cái điểm đầu tiên là về vấn đề chùa Phật Quang không có nhân sự và rất là nhức đầu về những cái người Phật tử đi cái chùa Phật Quang đó. Thì cái phần đó Stephen sẽ nhường lại cho chú Minh, bởi vì chú là cái người ở cái khu vực đó, để cho quý vị thấy cái sự nhức đầu của cái chùa Phật Quang. Chúng ta chỉ cần nói thêm là sau khi mà họ biết được cái chùa Phật Quang bán, tức là khoảng 1 giờ đêm tại Houston hay là 11 giờ đêm tại chùa Phật Quang ở Cali, thì họ đã kéo xe vào và họ đã lấy hết tất cả những cái đồ đạc, tượng Phật đồ ở trong chùa ra. Quý vị thấy cái sự nó rất là tệ. Và ngày hôm sau, ban quản trị phải nhờ một cái ủy thác một cái người ở khu vực đó, và họ phải kêu cảnh sát lại để mà ngăn chặn về cái vấn đề mà vào lấy hết tất cả những cái đồ của chùa Phật Quang, và chúng ta làm cái hàng rào cột nó lại. Cái vấn đề đó thì mình sẽ giải quyết trong tương lai, không cần phải nói hôm nay. Bây giờ cái vấn đề là khi mà Stephen đi vào cái này thì có liên lạc và coi về tất cả những cái vấn đề liên hệ với chùa Phật Quang. Lấy một cái điểm quan trọng nhất đưa cho quý vị biết là không thể nào giữ được chùa Phật Quang, dù cho quý vị muốn giữ chùa Phật Quang. Đó là chùa Phật Quang, cái vị trí và cái mục tiêu của quý vị khi mà mua cái chùa Phật Quang, nó không có hội họp đủ cái điều kiện của thành phố Huntington Beach. Cái điều kiện đầu tiên mà muốn làm một cái chùa gần một cái khu vực dân cư, tức là residence, là cái chùa đó đó phải ở trong một cái miếng đất, ít nhất một mẫu đất. Điều kiện số 1. Điều kiện số 2 là cái chùa đó đó và cái gia đình, tức cái nhà của dân cư đó phải cách nhau một cái con đại lộ 4 cái lane, tức là hai bên là 4 lane. Quý vị Google vào cái địa chỉ của chùa Phật Quang, quý vị thấy chùa Phật Quang đó là hai cái nhà, hai cái lot cộng lại và họ phá họ làm thành một cái. Có nghĩa là cái đất của chùa Phật Quang đó là khoảng nửa mẫu đất, không tới một mẫu nữa, là điểm đầu tiên. Và quý vị nhìn xuống hay là quý vị có lại cái chùa Phật Quang, quý vị sẽ thấy có cái đường hẻm, và cái đường hẻm đó nó chỉ có hai lane thôi. Và bên kia là dân cư người ta ở. Và khi mà Stephen xuống, Stephen nhòm là mình biết liền ngay tức khắc có cái vấn đề. Cái vấn đề đó nó chưa hội đủ điều kiện. Và Stephen có nói chuyện với lại Thượng tọa Giác Đẳng, thì Thượng tọa có nói đúng là mỗi một lần mà Thượng tọa làm lễ hay là một hòa thượng thông đạt hay là ai đó làm, thì luôn luôn lúc nào cũng có một cái người dân cư ở bên kia người ta qua và người ta phàn nàn khiếu nại bởi vì nó quá ồn ào. Thì cái câu đầu tiên mà Stephen ngồi suy nghĩ và tất cả quý vị cũng phải hỏi liền ngay tức khắc, mình mua cái chùa lỡ mà, mình mua cái chùa, mình muốn làm chùa. Stephen mới vừa nói cái đó không có lý. Cái chùa của người Đài Loan đó, đó là cái thiền viện, quý vị. Họ làm cái đó đó, họ kêu là temple, nhưng mà đó là meditation temple, là cái thiền viện. Mà cái thiền viện đó thì không có cái sự ồn ào, họ lại họ thiền hay là họ làm và làm lễ cúc, làm tụng kinh rồi đó,
thì nó không có cái sự ồn ào, thì họ lấy được cái giấy phép. Nhưng mà nếu chúng ta làm thiền viện thì chùa Phật Quang không sao hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta đổi cái chùa Phật Quang thành một cái chỗ cúng làm lễ lộc và có chuông, có gõ mõ, có cái này cái kia, và có những cái đại lễ, và có rất là nhiều người đi ra đi vô và làm lễ ra ngoài thế ra, thì cái đó không có hợp lệ. Chỉ trên cái điểm đó thôi quý vị, quý vị không thể nào giữ cái chùa Phật Quang với cái mục tiêu mà quý vị khi lúc đầu quý vị mua. Mình chỉ nói một điểm đó thôi. Thành ra chùa Phật Quang phải bán, bán sớm hay bán trễ thì cũng phải bán, chứ không mấy không thể nào thực hiện được, vì nó chưa hội đủ cái điều kiện. Nào, thành phố Huntington họ đã biết cái đó, bởi vì những cái người dân cư họ khiếu nại. Và thành phố sẽ làm một cái nó kêu là public hearing cho những cái người dân cư đó họ lại, và họ sẽ trình bày, và mình, những cái người mà đại diện chùa Phật Quang phải lại đó nói chuyện và trình bày tại sao mình làm cái chùa và mình sẽ hứa cái gì đó, coi coi họ chịu không. Nhưng mà chúng ta biết là chưa họ đủ điều kiện, thành ra không thể nào mà nó thông qua được. Cái đó là cái quan trọng nhất. Còn những cái mà nó không có quan trọng là khi mà mình mua một cái cơ sở nào thì mình phải đi xuống, mình xin, nó kêu là cái CO hay là cái Certificate of Occupancy, tức mình phải xin lại. Cái đó rất là dễ dàng, nhưng mình phải xin cái đó. Thì chúng ta không có cái đó. Stephen có hỏi thượng tọa, thì thượng tọa nói rằng là có một cái người Phật tử giúp, và người đó hứa làm. Thành ra rất là tin tưởng cái người đó và nghĩ là đã làm rồi, nhưng mà thật ra lại chưa làm. Thành ra chúng ta hoạt động bắt đầu từ ngày 23 tới tháng 11 2014 cho tới cái ngày đóng cửa là hoàn toàn làm việc không có cái permit, là điểm đầu tiên. Cái đó mình mua và mình làm thì cũng không sao, mình có thể giải quyết được. Cái điểm thứ nhì đó là khi mà mua cái đó đó, thì cái Stephen thì không biết, nhưng có cái ban hội trì Tam Bảo, họ tính như thế nào thì mình không biết, nhưng mà họ mới có, cái thiền viện nó có hai cái restroom, tức là hai cái chỗ đi tiêu đi tiểu. Stephen không biết tại sao, nhưng mà họ quyết định họ phá hai cái restroom và họ biến nó thành cái bathroom, tức là cái nhà tắm, và một cái phòng thì là cái phòng cho một sư cô ở, thì để có cái chỗ đi tắm. Hả? Khi mà quý vị ai cũng biết, nếu mà quý vị có những cái cơ sở thương mại, quý vị biết cái chùa Phật Quang nó nằm ở trong, mà khi mà trong giấy tờ đó nó là commercial property, tức là một trong cái khu vực thương mại. Thì cái khu vực thương mại đó mình không được ăn ở ngủ ở đó, mà nó lại có cái nhà tắm. Và khi mà họ lại họ coi đó thì họ thấy là có giường và họ có phỏng vấn sư cô đó. Thì sư cô đó dạ tôi ở đây, thì họ có nói là sư cô ở đây là không có đúng luật, tức là phạm phải lấy đi. Cái đó khi mà chúng ta muốn sửa mà biến nó thành cái nhà tắm đó, cái điểm thứ nhì là mình phải xin cái permit. Cái đó cũng dễ thôi. Một là phá hủy cái nhà tắm không được làm. Hai là phải đi xin phép để lấy cái permit. Mà quý vị biết rồi, commercial property, quý vị muốn xin lấy cái nhà tắm thì cái câu đầu tiên nó sẽ hỏi làm nhà tắm làm cái gì? Để ở hay là nhiều khi mình làm việc mệt, mình muốn vào đó mình tắm, thì mình phải giải thích cho nó. Thì cái đó cũng không có khó khăn. Tức là thiếu những cái permit, cái đó thật sự không khó khăn. Đó là hai cái điểm về thiếu cái permit. Cái thứ nhất là không có cái CO. Cái thứ nhì đó, tại Cali thì nó lại đòi hỏi thêm là một cái permit về vấn đề sinh hoạt tôn giáo. Cái đó phải ra cái public hearing, nó rất là khó khăn. Cái điểm thứ ba là xây nhà tắm không có giấy phép. Nhưng mà thật sự cái điểm số 4 là nó gần cái khu dân cư và chưa hỏi điều kiện. Cái đó mới là cái quan trọng.
thì Stephen có đi xuống dưới thành phố và nói chuyện với họ. Thì mình hiểu cái vấn đề và mình nói, mình rất là, mình nhìn vô cái mình cũng biết, mình đồng thuận, mình nói để mình cố gắng mình giải quyết cái vấn đề này. Nhưng mà thật sự đó, thì mình biết cái đó là không cách nào mình giải quyết được. Và họ nói là họ sẽ gỡ cái thư ra là yêu cầu mình phải đóng cửa ngay cho đến khi nào tất cả những cái đó họ đủ điều kiện. Và cái sự việc nó lại xảy ra là cái không nhớ nhưng mà khoảng 2 tuần trước. Chỉ nói về cái vấn đề chưa hội đủ điều kiện ở cái khu vực dân cư là cho chúng ta biết cái chùa không thể nào giữ được. Chưa tính nói về vấn đề nhân sự. Thì bây giờ Stephen đưa qua cho chú Minh. Để chú Minh sẽ nói về vấn đề nhân sự tại chùa Phật Quang và những cái sự nhức đầu, bởi vì chú là cái người phải phụ giúp cái phần đó. Đây là cái điểm thứ nhì mà chúng ta cần phải giải quyết, mà chúng ta biết chúng ta không có cách nào giải quyết được, bởi vì nó rất là lộn xộn và không cách nào để mà làm cho cái sự đó nó lắng động xuống, là cái điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba đó thì như chúng ta cũng đã biết rồi, cái nợ là khoảng gần 800.000, mặc dù cũng trả đi được một chút rồi. Thì nếu mà có cái chùa mà không hoạt động được mà cứ cãi lộn ở đó hoài, mà cãi lộn đó nó sẽ đưa ra cái sự xích mích, nó sẽ đưa ra cái sự ấu đả, cái sự ấu đả nó sẽ đưa ra cái bị thương, bị cái này cái kia. Và có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là ban quản trị phải chịu trách nhiệm khi mà có một cái sự ấu đả, một cái việc gì nó xảy ra ở cái chùa. Đây là một cái trách nhiệm mà mình nói tiếng Anh đó, nó kêu là cái liability, mà ban quản trị phải chịu trách nhiệm lỡ có chuyện gì xảy ra cái gì đó. Rồi bây giờ làm sao mà kiếm tiền để mà trả cái đó? Mà nếu mà không bán, hay là bán không được, hay là bị một cái vấn đề gì đó nó làm cho cái sự trì hoãn của bán đó, thì bây giờ làm sao mà chúng ta trả 800.000? Mà nếu mà không trả 800.000 thì những cái người ta có cái lòng hảo tâm cho mình mượn với ngắn hạn và dài hạn, nhưng mà họ cũng cần cái tiền của họ lại, mà chúng ta không trả được, mà họ nhìn vào họ biết là mình không thể nào trả nổi, thì bắt buộc họ phải có một cái giải pháp, đó là kiện tụng. Thành ra đi đâu nó cũng bị kẹt, là phải đi ra tới cái tòa. Và cái vấn đề đó là cái vấn đề chúng ta cần phải giải quyết. Thành ra 4 cái điểm đó quý vị thấy rất là nhức đầu, trước sau gì cũng phải làm. Thì Stephen cũng biết, và Stephen sẵn sàng nhận cái trách nhiệm này. Là Stephen có biết thượng tọa cứ nói là phải đợi tới cái khoáng đại để mà lấy cái biểu quyết của tất cả. Và ai cũng biết là cái thăm dò ý kiến của tất cả mọi người thì đại đa số, có thể nói là 99% là đều nói là phải bán. Nhưng mà chúng ta cũng phải rất là thực tế. Nếu mà hôm nay mà Stephen kêu quý vị bỏ phiếu bán hay giữ, mà nếu mà bỏ phiếu kín, Stephen dám cá là quý vị sẽ nói bán hết. Nhưng mà Stephen nói bỏ phiếu mà phải giơ tay lên đếm từng người có máy quay phim, chưa chắc quý vị dám nói bán. Đó là một cái trách nhiệm rất là nặng nề, bị mang cái tiếng bán chùa. Thành ra Stephen hiểu và thầy cũng hiểu cái vấn đề đó. Và Stephen là cái người chủ tịch, Stephen nói phải làm cái này, mặc dầu là mình bị mang cái tiếng đó, nhưng mà phải gánh cái trách nhiệm đó, lấy cái trách nhiệm đó ra khỏi tất cả ba tính. Chứ cái đó không phải dễ đâu, mà phải làm cái đó, bởi vì không còn cái con đường lựa chọn. Bây giờ thì Stephen mới đưa qua cho anh Minh để nói về cái vấn đề là không có nhân sự. Không có nhân sự mình còn kiếm được, còn cái này nhân sự nó lộn xộn nữa. Dạ, trước khi đưa microphone qua cho anh Nguyên Hòa, Trần Định Minh đó, thì Minh Huy xin được nhắc lại cái lúc nãy Stephen đã nói đó, là ban quản trị
chịu trách nhiệm về chùa Phật Quang. Xin làm rõ điều này, không phải Hòa Thượng Quyền Việt là xử lý thường vụ của văn phòng 2 chịu trách nhiệm chùa Phật Quang, không phải giáo sư Võ Văn Ái là phòng thông tin Phật giáo quốc tế chịu trách nhiệm chùa Phật Quang, không phải ông Lê Công Cầu là tổng thư ký Viện Hóa Đạo chịu trách nhiệm chùa Phật Quang, cũng không phải là Đức Tăng Thống chịu trách nhiệm chùa Phật Quang, mà ban quản trị phải chịu trách nhiệm với tính cách pháp lý của Hoa Kỳ. Thành ra cái đó đó rất là quan trọng. Chúng ta cứ nghĩ rằng, mà bên kia họ cứ nói rằng giao chùa cho Hòa Thượng, giao chùa cho Hòa Thượng, nhưng mà giao chùa rồi đó thì tiền ban quản trị phải lo trả, trách nhiệm về pháp luật ai đi vô chùa đó té, ban quản trị đó phải đứng ra thường. Thì cái đó là cái trách nhiệm pháp lý. Cái trách nhiệm kia đó là chỉ nói chơi mà thôi, nói nghe vui thôi chứ thật ra không có trách nhiệm gì hết. Thì xin được làm rõ cho quý vị hiểu chỗ đó là trách nhiệm thuộc về ban quản trị. Dạ, kính thưa quý vị, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị, những cái điều mà anh Minh Huy vừa mới nói thì đúng. Từ xưa đến nay chúng ta thường thường cái vị trụ trì họ có toàn quyền cái ngôi chùa đó, và chúng ta làm Phật sự thì làm dưới cái vị trụ trì đó mà thôi. Bây giờ khi mà có cái cơ chế để mà bảo vệ, cơ chế pháp lý để mà bảo vệ cái ngôi chùa đó, thì thực tình ra nó có cũng hơi phức tạp. Bởi vì thế này, cái cơ sở vật chất á, thì trên phương diện pháp lý á, thì cái UBC chịu trách nhiệm. Nhưng mà trên cái phương diện tinh thần lãnh đạo á, thì nhân dân là giáo hội á, hay là văn phòng 2, qua cái vấn đề mà ví dụ như hôm nay trường hợp một cách thực tế là Hòa Thượng Huyền Việt xử lý thường vụ đi nữa, thì là trên cái phương diện tinh thần của những vị lãnh đạo Phật giáo để mà bổ nhiệm ngài làm việc đó thôi. Nhưng mà vấn đề pháp lý của cái ngôi chùa Phật Quang thì UBC phải chịu trách nhiệm hư hại mọi chuyện bán mua này chứ nữa. Thành thứ nó còn phức tạp lắm. Thì trở lại cái vấn đề đó thì chúng tôi xin nói là cái Phật Quang nó có cái khó khăn thế này. Dạ thưa quý vị, sau khi mà có ngôi chùa Phật Quang thì cái nhân sự của những người Phật tử đến đó thì đi đi lại lại trung bình chúng tôi thường xuyên được khoảng chừng trên dưới 20 vị. Thì có một điều là cái tâm của các vị đó đa số, thực tình chúng tôi nói một cách rất là thực tế, mà chúng tôi có thưa về thượng tòa quyền chủ tịch văn phòng 2 rồi, mà trước đây ngay khi mà chúng tôi ở điều ngự chúng tôi cũng thấy sau những cái giáo trị mà quý vị Phật tử mà quý tù về đó, ít nhất cũng khoảng chừng 50% thì những Phật tử có tâm đạo, ví dụ như họ có tu tập, họ có lãnh hội được Phật pháp, họ có những cái lúc họ lấy đạo Phật pháp để họ làm như là một cái làm như một cái sự mà sửa thân, sửa lời ăn tiếng nói của mình. Nhưng mà dường như cũng hơn 50% là các vị đi về với mang cái tâm trạng giống như đứng cái lập trường của giáo hội, mang cái tính cách đấu tranh chính trị trên đời nhiều hơn. Cho nên mỗi lần đến chủ nhật mà đến quý tù đến đó thì các vị thực ra vô tụng kinh thì không để ý, tụng kinh hay niệm Phật thì không để ý, mà để ý cứ ngồi trà dư tự hậu để mà nói chuyện chính trị chính em thì hăng hại lắm. Do đó mang cái tâm đó thì mang cái tâm hơn tâm thua lắm, hơn thua lắm, chứ không phải mang cái tâm của một Phật tử đến làm Phật sự. Vì vậy khi không có đụng chuyện thì thôi, mà đến đụng chuyện là cãi lộn cho tới hơi thở cuối cùng. Dạ thì cũng vì cái đó mà đẩy sinh ra những cái suy nghĩ là ưa lầm quyền thôi, ưa lầm quyền, ưa cai quản. Người này trồi lên thì người khác ưa kéo xuống để cho mình làm cái này qua cái kia. Vì vậy mà cái sự lộn xộn, tôi cố gắng, bây giờ hôm nay có anh Trần Hồng, Nguyễn Thanh Châu đang ở đây, anh đang là giữ cái vai trò phó trưởng ban hộ trì Tam Bảo. Thì trong những cái ngày đầu khi đến cái chùa Phật Quang có, thì anh em trung cư sĩ thì phối hợp với nhau chia nhau ra mở cửa đóng cửa. Nhưng mà đa số những vị mà đến đó thì cái tuổi
cái người lái xe cũng khoảng chừng được 50%, còn người 50% còn lại là cái người lái phải đi chở cái người không lái tới chùa nữa. Thành thử ra là cái người lái xe thì khi mà làm Phật sự đó rồi thì đại khái là rồi ưa làm quyền nhau, rồi thành thử ra đến khi mà đụng chuyện đến thì rất là khó chịu. May, rất là may thì mở cửa, có lúc mở trưa, mở sớm, rồi mở xong rồi đến lúc đi chợ cháu phải đóng cửa lại chùa lại đã. Hoặc là đang mở nửa chừng là có cái hẹn bác sĩ, phải đi khám bác sĩ đã, rồi về mình mở lại. Thành thử ra cái người Phật tử đến chiêm bái này kia có lúc tới, có lúc có, lúc không. Thì may mắn ra thì thượng tọa mình tìm được cô Viên Từ từ Colorado. Thôi thì nhờ cô về mới thường xuyên mở buổi sáng, buổi chiều nó đều đặn được. Thì khi cô Viên Từ về thì đóng cái thầy giao cho cái chuyện mở cửa. Thế nhưng mà kẹp một cái là khi mà ví dụ như khách thập phương đến, họ vô họ lễ Phật rồi ra thì người tiếp khách thì là ví dụ cô tiếp, rồi thầy giao nữa cô tiếp khách xong rồi thì giả sử như họ bỏ trong thùng phật sương đó 5-30 thì thôi, nhưng mà cái người có những người họ không muốn bỏ mà họ tới họ cúng thì đưa cho cô, thì cô phải viết cái receipt cho họ. Họ muốn khách thuế mà thì cô phải viết receipt. Thì cái người trước đây mấy cái cô bây giờ phải nói thẳng là có một vài đạo hữu trước đây chưa có cô Viên Từ thì thầy nhờ thôi thì đạo hữu giúp cho chùa, thì những người đó họ nhận họ làm. Nhưng mà khi cô về thì họ cho rằng cái người cô đấy dành cái việc của họ đi, họ gây chuyện. Ôi trời, họ gây chuyện với cô đến cái nỗi mà họ gây đến cái đó là họ vu khống cho cô Viên Từ là ăn cắp tiền chùa rồi đủ thứ chuyện, làm cho tôi cũng rối ren mấy cái ngày tháng đó. Vừa là tôi làm Phật sự mà vừa tôi giải quyết cái việc thượng tọa thì đi tiểu bang này tiểu bang khác thầy tọa. Lâu lâu thầy về anh Nguyên Hòa sau đó thì chỉ biết trình bày về thầy vậy thôi. Ô khó khăn lắm. Do đó rồi cô cũng may là cô không nản chí, cô Viên Từ cô không nản chí, cô cũng chịu cực chịu khổ, cô cứ cái này kia thì họ tìm cách họ vu khống cô, nói chuyện này chuyện khác, bằng gạo bằng cơm đủ thứ chuyện, nghe là lên trên diễn đàn nói lung tung, làm cho cái ngôi chùa tôi nói thật ra rất là rắc rối, rối ren vô cùng. Thì rồi từ đến khi họ thấy rằng là lộn xộn vậy thì tôi hội hạ với thượng tọa. Với thượng tọa ấy, thượng tọa phải dẫn chẳng ngôn thuần, phải thượng tọa phải ra một quyết định cụ thể đi. Cái người trách nhiệm, nếu cô là trách nhiệm thì phải cụ thể trách nhiệm chứ. Trước đây thượng tọa cứ ra quyết định bằng miệng tôi đạo hữu giúp tôi, đạo hữu giúp tôi thì họ lấy căn cứ là thầy giao cho tôi rồi, ai mà đừng có chết với tôi cái khổ rất chứ. Mà thầy giao nha. Đến lúc rồi thì thôi, thì mọi chuyện rồi cũng nhức đầu lắm. Tôi cố gắng nhận lại thì từ thì sau đó thượng tọa mới giao là thôi bây giờ anh Nguyên Hòa lo tôi với đi. Thượng tọa viết cái quyết định về cô và anh Nguyên Hòa là lo chuyện chùa. Nhưng mà khi dán cái quyết định lên họ đánh nữa. Họ đánh nữa, bây giờ là thượng tọa dán lên rồi là họ đánh tiếp, họ đánh cô tiếp, họ nói xấu tôi tiếp. Bây giờ tôi nhức đầu thành thử thôi thì bây giờ là thưa với quý vị, những cái rắc rối sơ rồi mình dài dòng lắm chứ kể hết cả ngày kể không hết đâu. Thì kể sơ rồi thôi cho quý vị biết rồi thì cái khổ vậy thôi. Thì rồi thì là thôi thì bây giờ cái chuyện mà bán chùa là cái chuyện đương nhiên phải đến, dù cho việc này không đến nhưng mà ngay cái suôn sẻ về tiền bạc đi nữa, cái chùa đó sinh hoạt đến một ngày đó cũng phải bán thôi mà thôi. Không thể mà làm được cái địa điểm và còn nhiều cái lý do để mà phải bán. Đó là một vài chia sẻ với quý vị hôm nay. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị, là bây giờ bán chùa rồi. Giờ giải quyết làm sao đây? Cái này mới khó rồi. Giờ cái tiền bán chùa này làm sao mà phân phối lại cho đồng bào Phật tử một cách công bằng? Thì sau khi bán chùa đó là nhận được nhiều cái email đòi tiền. Mà tự nhiên người ta không đòi thử tọa mà đòi bản thân chúng tôi. Hỏi thẳng với anh Minh Huy đòi tiền đúng không? Hồi đó mình không nhận tiền mà giờ hỏi thẳng mình đòi tiền. Thì họ nói bây giờ hồi đó tôi đóng góp vô cho cái buổi dây quỷ của xây mô chùa Phật Quang là ví dụ là 15 ngàn. Thì họ đòi lấy 15 ngàn. Nhưng mà họ không biết là 15 ngàn đóng góp cho buổi dây quỷ đó thì chắc cũng phải chừng 500-700 hay 1 ngàn, 2 ngàn rồi đó. Đi vô cái tiền chi phí cho cái buổi đó. Mà họ nghĩ chừng đó họ nói giờ trả 15 ngàn tôi.
Bây giờ đó, cái số tiền mà mình có được đó, khi mình trả ra cho những người mượn nợ mà có giấy nợ đó, thì đã phải trả rồi. Mà những người cúng dường đó, họ bỏ tiền vô đó, tôi cúng, và tôi đòi lại y nguyên vậy, thì chắc có lẽ mình không có đủ để mình đưa. Tại vì cái tiền mà họ đưa vô đó là mình trả cho nhà hàng rồi, mình trả cho ban nhạc, mình trả ca sĩ rồi. Thì bây giờ mình mời một cái anh rất là rành về vấn đề thuế má, thì anh là một chuyên viên về tài chính, thì anh Lê Hiếu đến từ Atlanta, mời anh Hiếu trình bày về những cái phương pháp trả nợ. Kính bạch quý chư tôn đức tăng ni, kính thưa tất cả các bác, các cô, các chú, các anh và quý đạo hữu cũng như đồng hương có hiện diện trong buổi hôm nay. Tôi được hân hạnh được mời lên đây để mà góp một số ý kiến về cái việc mà giải quyết vấn đề nợ nần sau khi chúng ta đã bán cái chùa. Nhưng mà trước hết, trước khi đi vô cái vấn đề chính, tôi cũng xin nói một chút thôi, sơ sơ về cái vấn đề cái sự việc chẳng đằng đừng là phải bán chùa. Thì Thượng Tọa đã nói rồi, anh Steven Dew, quý vị khác cũng đã nói rồi. Thì cũng giống như là chúng ta, Thượng Tọa đã nói, chúng ta đã gieo được cái duyên đó để có được cái ngôi chùa. Chúng ta đang đưa cái ngôi chùa đang đi tới, nhưng mà gặp phong ba bão tố. Nếu chúng ta cứ vẫn đi tới thì chắc chắn con thuyền đó nó chìm, thì mất hết. Mà mất hết tức là sự đóng góp của Phật tử coi như bỏ sông bỏ biển. Do đó cho nên chúng ta bắt buộc, vì phong ba bão tố, chúng ta phải kéo cái con thuyền để đi qua một cái hướng khác, để còn con thuyền tương đối nguyên vẹn, để mà chúng ta có thể giải quyết được cái vấn đề. Vì vấn đề bảo vệ cái sự đóng góp, cái từ tâm của Phật tử, mà cái sự việc bán phải xảy ra. Bán chậm hay bán trễ nó có khác nhau như thế nào? Như quý vị cũng đã biết rồi, và Thượng Tọa đã cũng ra nói, đã có một cái vụ kiện tụng, tức là người ta đã đưa cái vấn đề đó ra trước pháp luật. Mà khi xử lý một cái tài sản mà phải đưa ra trước pháp luật, có nghĩa là người ta chắc chắn, tôi nghĩ rằng dù cái đó bàn giao qua cho Hòa Thượng Huyền Việt thì Hòa Thượng cũng không thể nào mà giải quyết cái nợ nần được. Tại vì chính trong một cái thư Hòa Thượng Thích Huyền Việt gửi cho Đức Tăng Thống, Hòa Thượng nói Hòa Thượng không có khả năng để mà lãnh cái trách nhiệm đó. Tại vì cái món nợ mà tạo lập cái ngôi chùa của thầy đó cũng còn rất là nặng. Thì tôi nghĩ cũng khó để mà Hòa Thượng Thích Huyền Việt có thể giải quyết được cái nợ nần đó. Thì cuối cùng cũng phải đi đến cái giải pháp là phát mãi thôi. Nhưng mà vì có pháp luật đụng vô rồi, thì cái phát mãi đó nó trở thành là một cái judicial sale. Mà đã khi nó như vậy rồi, tức là phát mãi theo án lệnh, thì không bao giờ mà nó xảy ra nhanh được hết trơn. Nó không có xảy ra nhanh được. Trước khi đưa đến cái tình trạng mà phát mãi đó, tòa người ta sẽ giao cái chùa đó cho một cái người nó gọi là receivership. Mà quý vị biết rằng những cái mà receivership đó họ tính tiền nó theo cái giá trị của cái tài sản. Mà theo như tôi biết đó, với một cái tài sản mà khoảng 1,000,000 như vậy đó, thì cái tiền mà để giao cho cái người receivership, họ đứng ra họ quản lý, họ lo những cái đó là khoảng 100,000 một năm. Mà đã khi mà đã đụng tới tòa rồi thì nó kéo dài rất là dai dẳng. Có những trường hợp thật ra mà nói đó, đối với chùa của mình đó, thì gần như là nó ít xảy ra chuyện đó. Chứ còn đối với các cái nhà thờ, mà đặc biệt là nhà thờ Tin Lành đó, chứ còn mà nhà thờ thì Chúa Giáo thì họ có cái mà Vatican thì nó không dính như vậy, nhưng mà nhà thờ Tin Lành đó, thì cái chuyện nó xảy ra nhiều lắm. Thì thường thường kéo dài vài năm. Mà quý vị thấy receivership họ trả tiền á, mỗi một năm khoảng 100,000. Thì sau đó bán rồi, cái tiền thất thoát như vậy đó,
nó rất mất đi rất nhiều. Mà khi mất như vậy thì cái tiền mà chúng ta hoàn trả lại cho những người cho mượn, hoàn trả lại cho những người cúng dường đó, nó sẽ bị thất thoát. Cho nên để bảo vệ cái vấn đề đó thì tôi nghĩ rằng đây là chẳng đàng đừng, nhưng mà cái giải pháp bán sớm vẫn là cái giải pháp hay nhất để bảo vệ cái tài sản, bảo vệ cái sự đóng góp của quý Phật tử đó. Thì bây giờ tôi xin đi vào cái vấn đề mà để cái cách thức chúng ta giải quyết những cái hoàn trả lại những cái khoản nợ và cúng dường như thế nào cho nó đúng đắn, hợp tình hợp lý, danh chính ngôn thuận. Theo ý của tôi đó thì tôi xin nghĩ rằng chúng ta bây giờ là cái tình trạng đó gọi là đang thanh lý tài sản. Chúng ta đang nói thẳng như vậy, thanh lý tài sản, mặc dù chúng ta làm chưa qua tòa nhưng mà vẫn là một cái hình thức gọi là thanh lý tài sản. Thì để cho cái vấn đề nó được rõ ràng đó, thì tôi đề nghị là nhân trong cái đại hội này chúng ta phải cùng nhau góp ý và đề cử một cái ban, nó gọi là ủy ban thanh lý tài sản. Ủy ban thanh lý đó đó họ sẽ đứng ra để họ mở một cái trust account. Đó, những cái gì tiền bên vừa rồi thì bán đó thì họ trả trước 200.000 để lo giải quyết cái vấn đề nợ sắp tới. Nhưng mà còn mỗi tháng phải trả 100.000, cho nên chính vì vậy nó có một cái deed of trust. Thì những cái tiền sau đó sẽ vô một cái trust account. Cái ủy ban thanh lý đó đó là độc lập với hội đồng quản trị. Nhưng vì cuối trách nhiệm cuối cùng cũng là hội đồng quản trị đó, mà đặc biệt là hồi đó là thầy Thượng Tọa Thích Giác Đẳng là cái người mà đứng ra coi như là chủ tịch và nhận nợ về vấn đề pháp lý, mà nhận nợ về vấn đề tinh thần nữa. Cũng có một số người vì tin tưởng Thượng Tọa người ta mới cho mượn đó. Cho nên cái ủy ban thanh lý là độc lập với hội đồng quản trị, nhưng hội đồng quản trị cũng phải có một cái vai trò, tức là kiểm tra cái ủy ban thanh lý đó. Chứ còn nếu mà cái ủy ban thanh lý đó ra mà làm không đúng, lại để tiền bạc thất thoát á, thì hội đồng quản trị vẫn tiếp tục phải chịu trách nhiệm đó. Cho nên là mặc dù độc lập nhưng mà sẽ có một cái quyền gọi là kiểm tra, được thanh tra. Thì trước hết cái vấn đề chúng mình trả đó, thì tôi nghĩ rằng cái nợ mà chúng ta cần phải giải quyết sớm, tức là những cái nợ ngắn hạn sắp sửa đáo hạn, chẳng hạn 1 năm rồi 2 năm, những cái số đó là ưu tiên sẽ giải quyết trước. Hầu hết những người cho mượn đó là đều có giấy tờ hết, có giấy tờ, tại vì có mấy cái giấy hứa trả nợ hay gì gì đó đại cái đó, thì chúng ta sẽ dựa trên những cái đó để chúng ta trả trước. Rồi đến những cái nợ dài hạn, vấn đề mà nợ đó thì tương đối không có phải là khó khăn. Cái vấn đề khó khăn ở chỗ là cúng dường đó, những cái khoản tiền cúng dường. Thì cúng dường theo tôi nghĩ thì chúng ta sẽ có mấy loại. Cái loại đầu tiên, tức là có một số người họ ký những cái chi phiếu gửi thẳng về cho văn phòng 2 lúc đó. Đó, thì họ còn có chi phiếu, có biên nhận đó, thì những người đó họ cứ đệ trình. Sẽ có một cái thời gian bao nhiêu đó, chúng ta sẽ khi đi vô chi tiết thực hiện cái đó, thì cái ủy ban thanh lý đó sẽ có những cái thông báo đưa ra tất cả những người nào cho mượn cúng dường có giấy tờ phải liên lạc với cái ủy ban thanh lý đó bằng thư hoặc bằng email hoặc bằng cái gì đó. Nhưng mà thường thường thì nó sẽ có một cái quy định chính thức, tức là họ phải gửi bằng thư bảo đảm, certified mail. Đó là cái cách thức mà bên ngoài khi mà người ta thanh lý một cái tài sản đó, thì yêu cầu những người mà chủ nợ đó là phải liên lạc với cái ủy ban thanh lý đó, báo cho biết, copy những cái giấy tờ đó gửi về đó, để ủy ban thanh lý mới có một cái danh sách chính thức của những người có giấy tờ, những cái khoản tiền nợ cần phải trả ra, lập một cái danh sách. Những người cúng dường thì cũng như vậy, gửi trực tiếp về văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, họ có receipt, họ có check, cũng phải gửi về liên lạc với ủy ban thanh lý. Những người cúng dường thông qua
các chùa ở địa phương. Đó, có nhiều người có những cái chùa họ đứng ra họ tổ chức gây quỹ và Phật tử tới đó và đóng góp cho chùa, thì tôi nghĩ rằng đại số là các chùa đó cũng đều có cái danh sách hết. Thì những chùa đó đó, hồi đó họ không có phải là gửi riêng từng cá nhân, cho nên ví dụ như một cái chùa ABC nào đó gửi về cho văn phòng 2, nó đây là Phật tử của chùa đó 15.000 thì cúng dường. Thì bây giờ chúng ta không biết Phật tử nào bao nhiêu, cái chùa đó sẽ có trách nhiệm với những người đó, thì họ sẽ liên lạc với những cái chùa đó và chùa đó sẽ gửi giấy tờ danh sách về cho Ủy ban Thanh lý. Thì Ủy ban Thanh lý sẽ gửi cái số tiền đó về cho cái chùa đó và cái chùa đó sẽ dựa theo cái danh sách của họ, họ sẽ giải quyết. Cái vấn đề tiền nợ đó là theo như những cái báo cáo tài chánh mua bán thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta có dư khả năng để mà trả cái nợ. Còn cái tiền cúng dường đó thì cũng tới giờ phút này thì thật ra không ai biết là có đủ, chúng ta có đủ hay không. Tại vì như nãy anh Stephen Hill có nói đó, là cái số tiền chúng ta mua thì cao hơn, nhưng mà khi chúng ta bán á, trong cái điều kiện nó như vậy, chúng ta phải bán với cái giá đó thì nó không đủ. Thì thật ra khi mà chúng ta quyên góp á, gây quỹ để mà mua chùa đó, thì người ta cúng dường 100 đồng. Nhưng mà cái fundraising nào nó cũng phải có cái chi phí. Thì sau khi mà trừ ra rồi á, thì thật ra cái net còn lại đó, cái tiền mà các Phật tử, các đạo hữu cúng dường vô đó, nó chỉ còn có 50 hoặc 40, 70, nói ví dụ vậy đó. Thì bây giờ đòi phải trả lại cho nguyên cái số mà họ cúng dường á, thì theo thiện ý của tôi nghĩ thì chắc là chúng ta không có khả năng, không đủ. Đó. Thì vậy thì cái phần mà trả lại cho cúng dường đó, thì có thể chúng ta sẽ trả theo cái tỷ lệ. Trả theo cái tỷ lệ, tức là sau khi những cái nợ cho mượn đầy đủ hết rồi, còn lại cái cúng dường. Tại vì thật tình mà nói, khi mình đã phát tâm mình cúng dường thì mình cũng không nghĩ tới cái chuyện là mình sẽ đòi lại. Nghĩa là cái chẳng đặng đừng thôi. Cái này là thật ra là đúng. Sau, mặc dù nói như vậy không có nghĩa là sau khi trả nợ hết còn dư tiền lại là chúng ta đem đổ sông đổ biển hoặc là bỏ, vẫn phải hoàn lại cho những người cúng dường. Nhưng mà tôi nghĩ rằng với cái tâm của những Phật tử, những đạo hữu hồi đó đã có tâm cúng dường thì họ không nghĩ tới cái chuyện mà so đo phân bị đòi. Hồi đó tôi cúng dường 100, bây giờ phải trả lại cho đủ 100. Đó. Mà có những cái tin tức, những cái email mà quý vị thấy đưa lên đó, mà nó ok, hồi đó tôi cúng bao nhiêu, bây giờ bắt buộc phải trả lại thế này nọ, thì tôi nghĩ rằng phía sau đó có một cái gì đó để mà muốn tạo sóng gió, đã đang to lớn rồi, chúng ta đang cố gắng để mà né rồi, nhưng mà họ vẫn cứ tiếp tục tạo. Nhưng mà chúng ta không thể nào làm khác hơn được. Đó là cái cách thức mà tôi nghĩ là tốt nhất để mà chúng ta làm, tức là cái số tiền sau khi trả nợ rồi còn lại là hoàn lại cho những người cúng dường theo một cái tỷ lệ. Đó. Theo một cái tỷ lệ. Ví dụ hồi đó chúng ta thu được tổng cộng vô cái tiền mà fundraising nó cúng dường á 100.000, sau khi trừ chi phí nhà hàng, trừ chi phí ca sĩ thế này nọ còn lại 60.000. Mà hồi đó họ cúng dường 100 đồng thì bây giờ chúng ta trả lại 60. Đó, thì mình nói ví dụ đó, chứ còn không có thể trả lại đủ 100, tiền đâu mà trả đủ 100. Đó. Đặc biệt là ví dụ cái tiền, những tiền mà họ mua vé số để mà trúng này trúng nọ rồi cũng vậy. Thì đó, đó là cái giải pháp mà theo tôi đề nghị là như vậy. Tức là tóm lại, nên có một cái ủy ban thanh lý. Ủy ban thanh lý đó thì độc lập với hội đồng quản trị, nhưng hội đồng quản trị có cái quyền phải kiểm tra, tại vì trách nhiệm cuối cùng vẫn là hội đồng quản trị. Cái thứ hai là vấn đề mình, những người mà không có
biên nhận trực tiếp, không có gửi trực tiếp cho văn phòng 2 mà thông qua những cái đơn vị nào, thông qua cái chùa nào, thì bây giờ chúng ta sẽ gửi lại cho cái địa phương đó, và cái địa phương đó nhận làm giấy tờ chứng nhận và phải có trách nhiệm phải giải quyết cho những cái người mà hồi đó mà cái đơn vị đó, cái chùa đó họ đứng ra họ gây quỹ đó. Thì tôi nghĩ rằng trong cái đại hội ngày hôm nay, còn ngày mai nữa, chúng ta sẽ ráng làm sao để mà đề cử những người nào vào trong cái ủy ban thanh lý, và chúng ta sẽ biểu quyết bầu những người trong ủy ban thanh lý đó. Cái số người đó có thể thường thường là khoảng từ 6 đến 10 người à, tùy theo à, tại vì coi vậy cho công việc nó rất là nhiều, rất là bận rộn, và tất cả chúng ta đây ai cũng là đi làm công quả hết, không có thể đòi hỏi một người nào ông phải, nghĩa là bỏ hết thì giờ của ông vô, ông làm việc này, đây là trách nhiệm của ông, đây là nhiệm vụ của ông, cho nên ông phải hoàn thành, ông phải thứ này thứ nọ. Đó, cho nên là nhiều khi 2-3 người không đủ, đó, thì chúng ta đông đông một chút thì nó sẽ tiện hơn. Đó, xin kính chào quý vị. Dạ, con chào quý vị. Dạ, chưa, chưa, dạ. Dạ, chưa, dạ, chút xíu nó mới tới phần phát biểu ý kiến, dạ. Dạ, chúng tôi xin... À, còn một người mà chúng tôi có mời, tức là hỏi ý của anh nghĩ như thế nào về cái việc bán chùa. Và tôi đặt câu hỏi thẳng, nếu anh là thượng tọa giác đẳng thì anh làm gì? Thì người đó không ai khác hơn là anh Nguyễn Trinh Lưng ngồi dưới đó. Mời anh Lưng. Kính thưa quý vị, hồi nãy ăn cơm không ngon. Lý do tự nhiên rồi ông này ông đặt cho tôi một câu hỏi gì, làm sao mà trả lời đây? Nếu như mà nói thật, nếu mà cá nhân chúng tôi mình là giống như thầy Giác Đẳng thì thứ nhất là tôi chạy trước. Không để mà bị dính biển tùm lum đâu. Kính thưa quý vị, thật sự mà nói thì trong vấn đề này nó rất là nhiêu khê, rất là không dễ dàng. Từ bây giờ quý vị nghe luật sư Diêu, nghe anh Hiếu cũng như anh Trần Đình Minh trình bày về những cái nhiêu khê mà đang gặp phải, và từ đó dẫn tới cái chỗ chuyện bán chùa là cái chuyện đương nhiên, không thể nào đi được ra khỏi cái chỗ đó. Chúng tôi cũng xin nói thêm là chủ nhật tuần trước chúng tôi có dịp tới chùa Từ Bi tham dự cái buổi nói chuyện tâm tình về hiện tình giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất do chùa Từ Bi tổ chức với diễn giả là Hòa thượng Thích Quyền Việt. Thì Hòa thượng có khuyến khích các Phật tử chùa Từ Bi là nên thành lập danh sách để đòi tiền cúng dường cũng như là tiền cho mượn. Đó là cái chuyện mà chúng tôi chứng kiến. Và ngày hôm đó chúng tôi cũng đã chứng kiến một số hành động của Phật tử mà chúng tôi cho rằng bán bổ tu sĩ, và nửa chừng chúng tôi đã phải đứng lên đi về. Thật sự chúng tôi lúc đó rất là buồn, là bởi vì khi tới để mà chứng kiến một cảnh như vậy đó, chúng tôi không chịu được. Có thể là vị sư, người tu sĩ có làm gì trật đi nữa thì người tu sĩ đó phải chịu trách nhiệm với giáo hội, chứ một Phật tử không thể nào leo lên để rồi phán định là ông không đúng xứng đáng là người tu sĩ, hay là ông làm hại bla bla đủ thứ hết trơn rồi. Không thể nào nói cái kiểu đó được. Và khi mà tôi đứng lên đi về thì ông Trương Sĩ Lương, nhà báo Trương Sĩ Lương lôi tôi lại, nói em phải ở đây cho nó hết, bởi em đang đại diện cộng đồng, thành ra em phải ở đây ngồi cho nó nghe hết, nghe cho nó hết rồi muốn đi về thì đi về. À, tưởng là nghe hết rồi đi về thì cũng ok. Tưởng sao cái về cái ông Lương ông gọi lại, ông kêu tôi viết báo. Anh phải viết, em phải viết cái bài viết này. Thì cái tư vị lần đầu tiên chúng tôi viết bài mà chỉ viết được nửa bài báo thôi. Lý do cả một cái buổi họp như vậy mà chúng tôi không tìm được một cái lý do nào tốt đẹp để mà viết. Mà nếu mà viết trần trụi, viết theo sự thật mà mình chứng kiến mà mình thấy thì nói thật, mình tự đang bán bổ, đang
làm xấu cái giáo hội của mình. Thì thôi, tôi mới nói với anh Lương, nói, em viết nữa chừng như vậy nha. Anh muốn viết thêm thì anh viết, và làm ơn viết, đừng có để tên em trong đó. Và rất may là anh Lương cũng quyết định là không viết, và chúng tôi đã quyết định là không viết về cái bài báo đó nữa. Và ngày hôm nay trở lại vấn đề này, thì như tôi nói hồi nãy là nếu mà con là thầy đó thì thưa thầy, con chạy từ xa rồi. Dạ kính thưa quý vị, tức là hôm nay đó là mình ngồi tại đây đó là mình bàn cái chuyện đó là trả tiền lại cho Phật tử, tức là chúng ta không có cướp chùa như là những cái cáo buộc là mình đang bán chùa và mình trả tiền, bàn chuyện trả tiền. Thì con xin mời thượng tọa có vài lời trước khi đưa ra những cái biểu quyết. Kính bạch chư tôn đức và thưa quý đại biểu, thật ra thì chúng ta phải nhìn nhận một điều rằng cho dù là sự việc rất là đau buồn, rất là khó khăn, nhưng mà chúng ta rất là may mắn, rất là may mắn là chúng ta ngồi đây và chúng ta có nhau. Chúng ta may mắn là có được những người am hiểu về luật pháp, am hiểu về tài chính, am hiểu về sự việc để cùng nhau giải quyết. Trách nhiệm của chúng ta rất là lớn, và một công việc quan trọng nhất là làm sao chúng ta tìm đúng người để giải quyết đúng việc. Chúng tôi đề nghị quý vị là sự việc này đó, nếu mà chúng ta bàn hoài đó thì có lẽ là quý vị sẽ rất là mệt. Ngày mai này chúng ta có nhiều việc làm ở cho tương lai của chúng ta lắm. Như vậy chúng tôi xin nói đại khái như vậy. Chúng ta cần một số các biểu quyết. Một đó là chúng ta có đồng thuận để thành lập một ủy ban thanh lý tài sản chùa Phật Quang như là đề nghị hay không. Ủy ban thanh lý đó như được đề cập đó là nó sẽ độc lập với hội đồng quản trị, không phải là thành viên hội đồng quản trị. Và dĩ nhiên là vì điều này thì một lần nữa chúng ta cũng cầu may là trong cái cơn hiểm nghèo thì có một số vị đứng ra để gia nhập hội đồng quản trị. Không chừng giờ phút này trong đại hội cũng có một số vị đứng ra gánh vác cái công việc của ủy ban thanh lý nợ nần. Và điều thứ hai mà chúng ta cần biểu quyết thông qua đó là chúng ta phải có đồng ý với nhau về cái phương thức mà chúng ta vừa đề cập đấy, là chúng ta lập một cái account riêng, một cái trust. Và như quý vị biết rằng chúng ta sẽ có số tiền đầy đủ trong một năm, thì hàng tháng là chúng ta có khoảng 100.000 sau tháng 11 này. Thì cái ưu tiên của chúng ta là phải là trả những món nợ mà chúng ta đã ký giấy vay trước. Mình mượn 10.000 thì trả 10.000, 5.000 trả 5.000. Đó là cái ưu tiên, là tiền vay thì trả trước, mà tiền cúng thì chúng ta hoàn trả sau. Đó là cái biểu quyết thứ hai mà chúng ta phải đồng thuận. Chúng ta phải biểu đồng thuận hay không đồng thuận. Biểu quyết thứ ba đó là với tất cả cái số tiền cúng dường còn lại đó, thì chúng ta số tiền còn lại chúng ta sẽ trả, hoàn trả số tiền cúng dường theo tỷ lệ. Và không có nghĩa là người ta cúng 100 đồng thì chúng ta sẽ trả đủ 100 đồng, bởi vì nó đã có nhiều số các chi thu. Thì ủy ban thanh lý tài sản phải có một cái phương thức trình bày rõ ràng là chúng ta trả theo cái tỷ lệ nào mà chúng ta khả dĩ có thể có được. Chúng tôi lấy ví dụ như là chúng ta còn dư lại 200.000, nhưng mà cái số tiền cúng dường của chúng ta là 350.000, thì chúng ta lấy cái số 350, cái tỷ lệ đó, phần trăm đó chúng ta trả, thì như vậy xem ra nó sẽ giải quyết một cách hợp tình hợp lý. Thì chúng tôi xin để cái phần mà tình nguyện để tham gia vào ủy ban thanh lý là phần sau cùng. Nhưng mà trước nhất là chúng ta cần có cái biểu quyết đồng thuận những nguyên tắc. Thì quý vị có đồng ý chúng ta sẽ biểu quyết không? Thì như vậy ở đây xin quý vị nào làm trách nhiệm kiểm soát, xin quý vị quan hệ cho biết là ai là vị có trách nhiệm kiểm soát về cái túc số, về cái số người ở đây là bao nhiêu người. Xin quý vị quan hệ, chúng tôi cần ít nhất là 3 người làm trách nhiệm kiểm soát. Và ở đây có vị nào làm trách nhiệm kiểm soát, xin quan hệ giúp giùm cho. Và đều hữu quan nhẫn, đều hữu nguyên nhẫn, đều hữu nguyên nhân và đại hội nguyên cương. Câu hỏi đầu tiên của chúng ta trong đại hội hôm nay
Và đây cũng là một trong những mục đích tiên khởi mà sư bà trưởng ban tổ chức đã gửi thư đi cho tất cả chúng ta để giải quyết, tìm một giải pháp chung cho ngôi chùa chung. Thứ nhất là ở đây có bao nhiêu vị biểu quyết đồng tình rằng chúng ta sẽ lập một ủy ban thanh lý tài sản chùa Phật Quang để hoàn trả tiền vay và tiền cúng dường. Và ủy ban thanh lý đó sẽ là những người độc lập, không nằm trong hội đồng quản trị. Nếu tất cả, nếu vị nào đồng ý, hoan hỷ đưa tay lên. Hỏi người không đồng ý đó mà đưa tay. Dạ không, dạ không, như vậy được. Dạ. Dạ, dạ xin cảm ơn tất cả quý vị. Như vậy là chúng ta đa số, phải quý vị cho ông tràng pháo tay đi hả? Dạ. Như vậy là đa số chúng ta đều đồng ý là chúng ta sẽ thành lập ủy ban thanh lý. Ở đây có bao nhiêu vị đồng ý rằng chúng ta sẽ trả theo nguyên tắc tiền vay mượn trả trước, và sau khi trả hết tiền vay mượn thì là phần còn lại sẽ trả tiền cúng dường. Quý vị đồng ý. Dạ, như vậy là đa số phải không? Dạ, xin cảm ơn tất cả quý vị. Và bây giờ điều thứ ba chúng ta cần phải biểu quyết là chúng ta có đồng ý rằng phần tiền cúng dường thì chúng ta sẽ trả theo cái tỷ lệ giữa số tiền đã cúng dường và số tiền còn lại mà chúng ta có được. Quý vị đồng ý không? Dạ, xin chân thành cảm ơn tất cả đại biểu. Và bây giờ thì công việc mà chúng ta rất là cần, thưa quý vị, quý vị đã biểu quyết là thành lập một cái ủy ban thanh lý tài sản, tức là để bồi hoàn tiền lại. Thì bây giờ là lúc mà chúng ta tu Bồ Tát hạnh. Chúng tôi thưa với quý Phật tử đó là trong cái trận này mà không có những người đứng ra gánh vác á, thì giờ này chúng tôi không có đứng đây cười với quý Phật tử đâu. Nó đã bao nhiêu từ hai sư bà và thượng thông tạc cho đến hội đồng quản trị gánh bao nhiêu búa rìu, thưa quý vị. Nhưng mà cái trận kế tiếp nó sẽ nhẹ hơn. Dạ, trận kế tiếp sẽ nhẹ hơn, tức là nó chỉ là những con số thôi. Tại ra ở đây không biết là quý vị có đề cử nào cho chúng tôi một số các nhân tuyển mà khả gì có thể giúp làm việc này không? Ở đây có vị nào phát tâm được thì xin được mời quý vị. Dạ. Để mà nói thêm một tí đó, ban quản trị đã mở một cái trust account rồi, và cái tiền đã vào đó và đã trả rồi. Cái tiền mình đã nhận được, mình đã trả cho những người nợ. Bây giờ mình đợi tới tháng 11. Ban quản trị với cái khả năng chuyên môn về luật pháp và với khả năng chuyên môn về kế toán của anh Mai Xuân Châu, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị và đưa ra những cái vấn đề, rồi quý vị sẽ là cái người thảo luận ở trong cái ủy ban đó và đưa ra một cái kế hoạch. Cái kế hoạch đó cho nó công bằng và đưa qua với cái người mà giữ cái trust account để họ thi hành và họ trả. Yeah. Chúng tôi hỏi tất cả quý đại biểu ở đây là quý vị có tin tưởng một điều rằng 7 người này sẽ giúp cho chúng ta hoàn tất công việc này tốt không? Quý vị có tin tưởng không vậy? Dạ, yeah, quý vị cho tràng pháo tay. Dạ, yeah, vâng. Thưa quý vị, đây là một ở trong những thành quả rất là quan trọng của đại hội. Và 7 vị này là 7 thành viên ở trong một cái ủy ban thanh lý tài sản chùa Phật Quang. Đây là những người đem tấm lòng của mình ra, là đem tâm Phật để là đem Phật tâm để làm Phật sự. Và xin cảm ơn tất cả những thành viên của ủy ban thanh lý tài sản chùa Phật Quang. Chúng ta đồng bầu được một ủy ban thanh lý tài sản, và chúng ta đồng ý là giao cho ủy ban đó ở trong thời gian ngắn nhất để thực hiện một cái phương án để trả tiền, và cái phương án đó sẽ được thông qua với hội đồng quản trị, hai bên đồng thuận với nhau. Thì chúng tôi nghĩ rằng như vậy là chúng ta có thể kết thúc được khối đại này không? Dạ, quý vị đồng ý không? Và chúng tôi xin được trân trọng thông báo là ngày mai này chúng ta sẽ khoan đại 4 vào lúc 8:30 sáng chứ không phải là 9 giờ. Thưa quý vị, ngôi chùa Phật Quang có thể nói là tâm điểm của nhiều cái cảm xúc vui buồn ở trong mỗi chúng ta. Đối với chúng tôi, đó là một cái kết tinh của bao nhiêu cái tâm huyết, bao nhiêu cái nguyện vọng
Nhưng mà thật sự thì cái duyên tới rồi, nhưng mà vẫn chưa có đạt đến cái chỗ thù thắng, nên chúng ta đã không giữ được ngôi chùa. Ngôi chùa đã trở thành cái tâm điểm của bao nhiêu là thị phi, bao nhiêu là gánh nặng. Và chúng tôi đứng đây tối hôm nay cũng phải thưa với quý vị, khi mà chúng tôi nhận được quyết định số 20 của Viện Năng Thống là yêu cầu chúng tôi giao ngôi chùa, nhưng mà phải chịu trách nhiệm trả về tài chính, thì thật ra chúng tôi không biết phải làm gì. Nhưng mà trong đời chúng tôi có một lần chúng tôi chứng kiến được, đó là cái lòng thương của chư Tăng và quý Phật tử trong giáo hội. Tất cả các vị đã cùng có chung một cái nhịp thở, có chung một cái ưu tư. Và trong những giờ phút khó khăn đó, thì toàn thể văn phòng 2 và giáo hội tại Hoa Kỳ đã có những sự đồng tâm. Và thưa quý vị, thật ra ngôi chùa đó, trước ngày 10 tháng 8, thì thưa quý vị chỉ có 3 người mà đứng tên trong việc pháp lý của giáo hội, đó là chị Lan với tư cách thủ quỹ, Đường Nguyên Hòa là tổng thư ký và chúng tôi là chủ tịch. Nhưng mà khi quý ngài trong giáo hội nghĩ đến chuyện là bản thân của chúng tôi và Nguyên Hòa không thể gánh vác nổi hết cái gánh quá nặng như vậy, thì quý ngài đã đạt đến một cái đồng thuận chung là làm sao để nới rộng thành phần nhân sự trong hội đồng quản trị. Vốn đã có từ 3 người lên 9 người. Ở trong cái hoàn cảnh nghiệt ngã như vậy, thật ra chúng tôi nghĩ là cũng khó có ai có thể dám gánh. Tại gánh đó là gánh nợ, nợ trên phương diện tiền bạc và nợ trên phương diện cái trách nhiệm. Và chúng tôi rất là ngạc nhiên là đã có 6 vị đứng ra để chịu gánh vác với tư cách là trở thành thành viên của hội đồng quản trị, và họ đã bầu ra một vị chủ tịch. Đó là sự bầu chọn của các thành viên chứ không phải là của cá nhân chúng tôi. Và tại vì họ nghĩ rằng ngoài cái gánh nặng nó còn liên quan đến chuyện kiện tụng, thì tốt hơn hết là để ông luật sư đứng ra để hứng đạt. Và thưa quý vị, rốt cuộc chúng ta có ông tân chủ tịch của hội đồng quản trị là Stephen Deal, luật sư. Không thể nào kể cho tất cả quý vị nghe được hết tất cả khó khăn của hội đồng quản trị. Quý biết là có những lúc mà họp từ tối cho đến 12 giờ khuya. Chúng tôi có thể đọc ở trong cái giọng nói của tất cả mọi người, tuy rằng đau nỗi đau chung, lo nỗi lo chung, nhưng mà tất cả các vị đều rất là quyết tâm. Những quyết định nó không dễ dàng thưa quý vị. Cách đây khoảng một tuần lễ, khi đề cập đến cái chuyện mà bán chùa, nhiều Phật tử thắc mắc tại sao. Nhưng quý vị có biết rằng cách đây một hôm chúng tôi đã nhận được cái thư kiện của văn phòng luật sư Tammy Tran. Thì điều đó có nghĩa là hội đồng quản trị đã đi trước một bước. Như là quý vị đã nghe trình bày trong khoáng đại số 2, là chúng ta tránh được rất là nhiều phiền phức. Tránh nhiều phiền phức không phải chỉ cho hội đồng quản trị, không phải cho cá nhân chúng tôi, mà cho tất cả chúng ta ở tại đây. Nếu hội đồng quản trị đã không có những quyết định nhanh chóng, hữu hiệu và dứt khoát, thì tối hôm nay chúng tôi nghĩ rằng quý vị không có bữa ăn cơm ngon như vậy đâu. Chúng ta còn có nhiều chuyện phải lo lắm thưa quý vị. Nhưng câu chuyện chúng ta không dừng lại tại đây. Chúng ta phải nhìn lại toàn bộ ngôi chùa. Và chúng ta có trách nhiệm đối với quần chúng ở bên ngoài, là đây là đại hội. Đây là sẽ là những người có quyết định sau cùng về ngôi chùa Phật Quang, về làm thế nào
và để chúng ta hoàn trả một cách thích đáng, nhanh chóng lại cho tất cả những người đã vay, cho vay và cho cúng dường. Nói thì đơn giản nhưng thực sự không có đơn giản. Lát nữa chúng ta sẽ nghe. Và dĩ nhiên là trong thuyết trình đoàn sẽ gửi đến quý đại biểu những cái sự lựa chọn, mà quý vị sẽ là những người lựa chọn cái gì chúng ta cần làm, nên làm cho chùa Phật Quang. Ở đây chúng ta cũng có một vị khác là anh Lê Hiếu. Chúng ta chỉ được biết là anh đến từ Atlanta, là một chuyên gia về thuế, và rất là mừng là ở trong những cái khổ nạn mà tất cả chúng ta phải gánh thì chúng ta có một luật gia và có một chuyên gia về thuế. Chúng ta có anh Nguyễn Minh Huy là tổng thư ký của Hội đồng Quản trị, Đại Nguyễn Kinh Luân là cựu chủ tịch của cộng đồng hạt Tarrant, Texas, là người chia sẻ rất nhiều và cũng đã có một vài lời phát biểu với chúng ta. Và sau cùng là đại hữu Nguyên Hòa. Thì thưa quý vị, chúng tôi biết rằng cái khó khăn nó không nhỏ, nhưng mà đến đây với đại hội này, chúng tôi đặt trọn vẹn niềm tin ở những người có khả năng và thiện chí như là Stephen Dew, như là Lê Hiếu, như là những vị trong hội đồng quản trị. Và chúng tôi cũng đặt trọn niềm tin ở sự quyết định sáng suốt của đại hội. Chúng ta không sợ khó khăn, chỉ sợ là chúng ta không độc lập. Chúng ta không có ngại gian khổ, chỉ sợ rằng chúng ta sống không có trách nhiệm. Và với tất cả sự kỳ vọng, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị thành phần thuyết trình hôm nay và mời Stephen Dew. Dạ, cảm ơn Thượng tọa Giác Đặng. Kính bạch Hòa Thượng Thông Đạt, Sư Bà Tịnh Trường và tất cả Tăng Ni. Và cũng kính thưa tất cả quý vị Phật tử. Trước khi mà Stephen đi vào cái vấn đề ngôi chùa, Stephen muốn nói một vài điểm để cho quý vị thấy cái vấn đề. Một cái cơ quan tổ chức nào cũng vậy, đều có một người chủ tịch, phó chủ tịch và thủ quỹ. Khi mà một vấn đề của một cái tổ chức mà có về vấn đề tài chính, người nào sẽ là người chịu trách nhiệm lo trình bày về vấn đề tài chính của một cái tổ chức? Xin quý vị cho biết. Chúng ta ai cũng biết đó là người thủ quỹ. Thượng tọa Giác Đặng mới vừa nói là khi mà cái tổ chức UBC được thành lập có 3 thành viên. Thượng tọa là chủ tịch. Chú Minh là tổng thư ký. Chị Ý Lan là thủ quỹ. Đúng. Cái vấn đề mà Stephen muốn đưa cái đó để cho quý vị tưởng tượng và bắt đầu đi vào một cái vấn đề khác. Phòng thông tin ông Võ Văn Ái dưới cái ấn và chữ ký của Đức Tăng Thống gỡ vào cái thư khẩn, rồi sau đó là cái thư khẩn hơn nữa, là yêu cầu Thượng tọa Giác Đặng, chủ tịch của UBC, phải bạch hóa chi tiết tài chính gây quỹ của chùa Phật Quang. Quý vị thấy có cái gì hơi lạ ở chỗ đó hay không? Cái lạ đó là tại sao không hỏi cái người thủ quỹ ở chung nhà với mình? Thành ra cái thông báo đó nó có một cái ý nghĩa khác, là xuyên tạc, bôi lọ. Chứ nếu mà muốn biết về cái tài chính của cái UBC thì chỉ cần hỏi chị Y Lan là biết hết tất cả. Tại sao phải ra những cái thông báo khẩn và nói? Cái điểm thứ nhất, thật ra chúng ta biết cái đó một người ta có một cái ý gian, là điểm đầu tiên. Điểm thứ nhì là
trong tất cả những cái email mà quý vị có nhận được và nói rằng là cái ban quản trị đầu tiên ba người họp lại thì không có đúng hợp lệ theo nguyên tắc. Rồi sau đó là cái ban quản trị mới được thành lập cũng không hợp lệ. Rồi sau đó tất cả những gì ban quản trị làm cũng không hợp lệ hết. Thì bây giờ, và họ nói rằng là cái ngày 20 tháng 8, 2015, tức là ngày thứ năm đó, ban quản trị ba người họp lại và bổ túc 6 người thêm. Cái này rất là quan trọng quý vị. Ngày thứ năm 20 tháng 8, cái vấn đề đó là Thượng tọa Giác Đẳng có gửi email cho chị Y Lan ngày 18 tháng 8. Chị Y Lan có gửi cái email lại là nói chị rất là bận, và chị viết một cái email rất là dài, rất là dài, một trang, và chị nói tại sao nó vi phạm cái hiến chương, chứ không phải là UBC, cái hiến chương. Thành ra chị muốn dời cái ngày đó lại. Thượng tọa Giác Đẳng giờ lại 24 tiếng, thế là 18, rồi 19, rồi mới ra 20. Cái con số 20 đó nó rất là quan trọng quý vị. Quý vị đã nghe chú Mai Xuân Châu nói là văn phòng 2 và giáo hội hội họp mỗi tuần vào ngày thứ năm, và mỗi tuần khi mà có cái UBC. Cái UBC đó, ngay cái thời điểm đó thì chúng ta có thể nói là ba người ban quản trị, mà ba người đó cũng là thành viên của cái văn phòng 2 và cũng là ba người trong cái giáo hội. Thành ra mỗi một tuần là cái UBC ba thành viên đều hội họp, và trong đó có nhiều người hơn là trong ban quản trị và hội họp mỗi tuần có biên bản đàng hoàng. Thành ra cái ngày 20 tháng 8 đó không phải là cái ngày đầu tiên mà ban quản trị của UBC họp quý vị. Nhưng mình không có cãi với người ta, họ nói cái gì kệ họ. Và quý vị cũng nghe chú Mai Trương Châu nói là cái ngày cũng rất là quan trọng, đó là ngày 23 tháng 4 2015, chị Ỷ Lan và giáo sư Võ Văn Ái, hay là ông Võ Văn Ái, không họp hội nữa. Nào, một cái cơ quan tổ chức có đăng bạ ở nước Mỹ hay tiểu bang Texas và có 3 thành viên, những cái thành viên đó, đó đều có cái trách nhiệm, chứ không phải cái chức càng cao thì cái trách nhiệm càng nặng. Một cái người có cái trách nhiệm mà không chịu đi hội họp, tức là vô trách nhiệm, có nghĩa là cái ban quản trị có thể cách chức chị Lan bất cứ lúc nào cũng được. Sau mình lấy cái ngày 23 tháng 4 2015, bây giờ chúng ta bỏ tất cả qua vấn đề đó đi, mình nói về cái chùa Phật Quang. Như quý vị đã biết, chùa Phật Quang mua và bán, thì đây là cái con số mà hồi nãy ngay cái khoáng đại số 1 có nói là cái chùa Phật Quang, và cái con số này nó cũng rất là quan trọng để chúng ta nhìn. Cái con số mà Stephen viết đó, cái closing cost đó, là chùa Phật Quang mua và giấy tờ sổ sách đó là 1.2 triệu 54 ngàn. Còn cái tiền chi phí mà cộng vô đó, cái đó, đó là cái không có dính líu gì với cái vấn đề mua chùa Phật Quang. Cái đó là sau đó, giống như quý vị mua nhà thì quý vị mua bàn ghế đồ, thì quý vị không thể nào tính như cái bàn ghế là cái tiền mua nhà được. Mình cái này rất là quan trọng. Tại là cái con số là 1.2 triệu 54 ngàn. Và trong một tuần vừa qua, khi mà cái tin mà chùa Phật Quang được bán đó, rất là nhiều những cái sai lầm ở trong những cái email. Có những cái email họ viết ra, họ nói rằng là bán 900 ngàn.
có cái thì nói bán 800 ngàn, vân vân và vân vân. Mà tất cả những cái đó đó đều có nói là Thượng Tọa Giác Đẳng và lại Stephen Dale là hai tay đại biệt giật tiền của bá tánh. Stephen thấy cái đó thì nó hơi mắc cười. Nếu mà mình giật tiền của bá tánh thì mình cũng phải làm một cách kín đáo một tí, chứ đâu có làm một cách trắng trợn mà ai cũng thấy hết, mà có đăng bạ ở trong cái thành phố Huntington Beach. Thành ra cái đó mình cũng gạt qua một bên. Cái chùa Phật Quang được bán với cái giá là 1.1 triệu. Mà cái này đó, nó theo cái cách là sales by owner, tức là người chủ bán. Và người chủ mà người bán đó là chủ nợ. Thì cái đó đó nó chia ra là 200 ngàn tiền đặt cọc. Và bắt đầu tháng 11/2015, mỗi tháng trả 100 ngàn. Có nghĩa là 900 ngàn cái tiền nợ đó là mỗi tháng, là cho nó 9 tháng nữa thì mới giải quyết hết được cái nợ đó. Mà trong cái lúc mà Thượng Tọa với lại Stephen điều đình với cái người bán đó, thì có rất là nhiều Phật tử cũng cố gắng muốn giúp đỡ. Thì có vài Phật tử hứa sẽ tặng cho 100 ngàn. Có nghĩa là cái quỹ của cái chùa Phật Quang bán đó là 1.1 cộng cho 100 là 1.2 triệu. Có nghĩa là chúng ta lỗ khoảng 54 ngàn. Ban quản trị thì chấp nhận cái lỗ lạ đó. Cái thứ nhất, rất là khó kiếm người mua. Cái thứ nhì, muốn mà bán được cái chùa, bởi vì đây là cái chùa, thì thường thường đó, cái người mà làm chùa, tức là tu sĩ, người ta mới mua của chùa. Cái đó rất là hiếm. Một cái người thường thương gia đầu tư đó, họ mua đó, thì cái câu hỏi mình phải đặt ra, mình mua cái chùa để làm cái gì? Đó. Thành ra họ có thể mua cái chùa và họ phá ra và họ làm vấn đề buôn bán, đầu tư của họ. Thì đương nhiên, nội cái tiền phá cái chùa, phá cái nhà đó đó, để mà xây dựng một cái cơ sở buôn bán hay là một cái gì đó, thì cái nội cái tiền phá không, cái tiền mà mình phá hết mấy cái đó, nó cũng lên gần 100 ngàn rồi. Đó. Thành ra cái con số 1.1 triệu đó, nó rất là công bằng. Trong cái thời điểm đó rất là khó kiếm người mua. Thành ra 1.1, nhưng mà cũng có một vài mạnh thường quân hảo tâm tặng cho chúng ta 100. Cái câu hỏi kế tiếp là ai cũng nghĩ rằng là có những cái email đưa ra nói bây giờ chúng tôi lấy tiền lại, để tiền lại. Stephen muốn nói cho quý vị, hiện bây giờ trong cái quỹ chỉ có 200 ngàn thôi. Và chúng ta phải trả nợ, thành ra chúng ta phải trả những cái nợ gần, nợ ngắn, rồi mới tới cái nợ xa. Chúng ta không có 1.1 triệu, chúng ta chỉ có 200 ngàn. Và sang tháng sau thì chúng ta sẽ được 100 ngàn. Và chúng ta sẽ trả từ từ theo một cái hệ một cái kế hoạch. Và trong cái cuộc khoáng đại này thì Stephen sẽ lấy cái ý kiến của tất cả quý vị trong cái phòng này. Bán hay không bán là một cái vấn đề mà ban quản trị khi mà được thành lập phải quyết định. Không ai muốn bán chùa hết. Nhưng mà cái câu hỏi đặt lại là giữ cái chùa thì cái ảnh hưởng nó như thế nào? Thượng Tọa Giác Đẳng đã cho quý vị biết cái vấn đề mà xảy ra, một cái đối tượng của cái vấn đề đó là cái chùa Phật Quang. Nếu mà không còn chùa Phật Quang thì nó không còn cái đối tượng để mà cho ông ái, ông đánh đập, bôi nhọ, miệt thị và xuyên tạc. Thì cái chuyện đó đã xảy ra sau khi cái chùa, cái tin cái chùa được bán, thì quý vị cũng thấy là cái mạng lưới mà bôi nhọ Thượng Tọa Stephen Dale hay ban quản trị nó cũng giảm xuống gần như là 70%. Cho chúng ta thấy là chứng minh là cái chùa là cái đối tượng cho họ bôi nhọ. Nào, cái câu hỏi
là bán hay không nên bán, thì bây giờ mình mới đặt ra cái điểm đầu tiên là về vấn đề chùa Phật Quang không có nhân sự và rất là nhức đầu về những cái người Phật tử đi cái chùa Phật Quang đó. Thì cái phần đó Stephen sẽ nhường lại cho chú Minh, bởi vì chú là cái người ở cái khu vực đó, để cho quý vị thấy cái sự nhức đầu của cái chùa Phật Quang. Chúng ta chỉ cần nói thêm là sau khi mà họ biết được cái chùa Phật Quang bán, tức là khoảng 1 giờ đêm tại Houston hay là 11 giờ đêm tại chùa Phật Quang ở Cali, thì họ đã kéo xe vào và họ đã lấy hết tất cả những cái đồ đạc, tượng Phật đồ ở trong chùa ra. Quý vị thấy cái sự nó rất là tệ. Và ngày hôm sau, ban quản trị phải nhờ một cái ủy thác một cái người ở khu vực đó, và họ phải kêu cảnh sát lại để mà ngăn chặn về cái vấn đề mà vào lấy hết tất cả những cái đồ của chùa Phật Quang, và chúng ta làm cái hàng rào cột nó lại. Cái vấn đề đó thì mình sẽ giải quyết trong tương lai, không cần phải nói hôm nay. Bây giờ cái vấn đề là khi mà Stephen đi vào cái này thì có liên lạc và coi về tất cả những cái vấn đề liên hệ với chùa Phật Quang. Lấy một cái điểm quan trọng nhất đưa cho quý vị biết là không thể nào giữ được chùa Phật Quang, dù cho quý vị muốn giữ chùa Phật Quang. Đó là chùa Phật Quang, cái vị trí và cái mục tiêu của quý vị khi mà mua cái chùa Phật Quang, nó không có hội họp đủ cái điều kiện của thành phố Huntington Beach. Cái điều kiện đầu tiên mà muốn làm một cái chùa gần một cái khu vực dân cư, tức là residence đó, là cái chùa đó đó phải ở trong một cái miếng đất, ít nhất một mẫu đất. Điều kiện số 1. Điều kiện số 2 là cái chùa đó đó và cái gia đình, tức cái nhà của dân cư đó, phải cách nhau một cái con đại lộ 4 cái lane. Tức là hai bên là 4 lane. Quý vị Google vào cái địa chỉ của chùa Phật Quang, quý vị thấy chùa Phật Quang đó là hai cái nhà, hai cái lot cộng lại và họ phá, họ làm thành một cái. Có nghĩa là cái đất của chùa Phật Quang đó là khoảng nửa mẫu đất, không tới một mẫu nữa, là điểm đầu tiên. Và quý vị nhìn xuống, hay là quý vị có lại cái chùa Phật Quang, quý vị sẽ thấy có cái đường hẻm, và cái đường hẻm đó nó chỉ có hai lane thôi. Và bên kia là dân cư người ta ở. Và khi mà Stephen xuống, Stephen nhòm là mình biết liền ngay tức khắc có cái vấn đề. Cái vấn đề đó nó chưa hội đủ điều kiện. Và Stephen có nói chuyện với lại thượng tọa giác đẳng, thì thượng tọa có nói đúng là mỗi một lần mà thượng tọa làm lễ hay là một hòa thượng thông đạt hay là ai đó làm, thì luôn luôn lúc nào cũng có một cái người dân cư ở bên kia, người ta qua và người ta phàn nàn khiếu nại bởi vì nó quá ồn ào. Thì cái câu đầu tiên mà Stephen ngồi suy nghĩ, và tất cả quý vị cũng phải, khoảng 1,000,000 như vậy đó, thì cái tiền mà để giao cho cái người receivership, họ đứng ra họ quản lý, họ lo những cái đó đó, là khoảng 100,000 một năm. Mà đã, khi mà đã đụng tới tòa rồi thì nó kéo dài rất là dai dẳng. Có những trường hợp thật ra mà nói đó, đối với chùa của mình đó, thì gần như là nó ít xảy ra chuyện đó. Chứ còn đối với các cái nhà thờ, mà đặc biệt là nhà thờ Tin Lành đó, chứ còn mà nhà thờ thì Chúa Giáo thì họ chỉ có cái mà Vatican thì nó không dính như vậy. Nhưng mà nhà thờ Tin Lành đó, thì cái chuyện nó xảy ra nhiều lắm. Thì thường thường kéo dài vài năm. Mà quý vị thấy receivership họ trả tiền á, mỗi một năm khoảng 100,000. Thì sau đó bán rồi, cái tiền thất thoát như vậy đó, nó rất mất đi rất nhiều. Mà khi mất như vậy thì cái tiền mà chúng ta hoàn trả lại cho những người cho mượn, hoàn trả lại cho những người cúng dường đó, nó sẽ bị thất thoát. Cho nên để bảo vệ cái vấn đề đó, thì tôi nghĩ rằng đây là chẳng đàng đừng, nhưng mà cái giải pháp bán sớm
vẫn là cái giải pháp hay nhất để bảo vệ cái tài sản, bảo vệ cái sự đóng góp của quý Phật tử. Đó. Thì bây giờ tôi xin đi vào cái vấn đề mà để cái cách thức chúng ta giải quyết những cái hoàn trả lại những cái khoản nợ và cúng dường như thế nào cho nó đúng đắn, hợp tình hợp lý, danh chính ngôn thuận. Theo ý của tôi đó thì tôi xin nghĩ rằng chúng ta bây giờ là cái tình trạng đó gọi là đang thanh lý tài sản. Chúng ta đang nói thẳng như vậy, thanh lý tài sản, mặc dù chúng ta làm chưa qua tòa nhưng mà vẫn là một cái hình thức gọi là thanh lý tài sản. Thì để cho cái vấn đề nó được rõ ràng đó, thì tôi đề nghị là nhân trong cái đại hội này chúng ta phải cùng nhau góp ý và đề cử một cái ban, nó gọi là ủy ban thanh lý tài sản. Cái ủy ban thanh lý đó họ sẽ đứng ra để họ mở một cái trust account. Đó, những cái gì tiền bên vừa rồi thì bán đó thì họ trả trước 200 ngàn để lo giải quyết cái vấn đề nợ sắp tới. Nhưng mà còn mỗi tháng phải trả 100 ngàn, cho nên chính vì vậy nó có một cái deed of trust. Thì những cái tiền sau đó sẽ vô một cái trust account. Cái ủy ban thanh lý đó là độc lập với hội đồng quản trị. Nhưng vì trách nhiệm cuối cùng cũng là hội đồng quản trị. Đó, mà đặc biệt là hồi đó là thầy Thượng tọa Thích Giác Đẳng là cái người mà đứng ra coi như là chủ tịch và nhận nợ. Nhận nợ về vấn đề pháp lý mà nhận nợ về vấn đề tinh thần nữa. Cũng có một số người vì tin tưởng Thượng tọa người ta mới cho mượn. Đó, cho nên cái ủy ban thanh lý là độc lập với hội đồng quản trị, nhưng hội đồng quản trị cũng phải có một cái vai trò, tức là kiểm tra cái ủy ban thanh lý đó. Chứ còn nếu mà cái ủy ban thanh lý đó ra mà làm không đúng, lại để tiền bạc thất thoát á, thì hội đồng quản trị vẫn tiếp tục phải chịu trách nhiệm. Đó, cho nên là mặc dù độc lập nhưng mà sẽ có một cái quyền gọi là kiểm tra, được thanh tra. Thì trước hết cái vấn đề chúng mình trả đó, thì tôi nghĩ rằng cái nợ mà chúng ta cần phải giải quyết sớm, tức là những cái nợ ngắn hạn sắp sửa đáo hạn, chẳng hạn 1 năm rồi 2 năm, những cái số đó là ưu tiên sẽ giải quyết trước. Hầu hết những người cho mượn đó là đều có giấy tờ hết, có giấy tờ, tại vì có mấy cái là mấy cái giấy hứa trả nợ hay gì vậy đó, đại cái đó, thì chúng ta sẽ dựa trên những cái đó để chúng ta trả trước. Rồi đến những cái nợ dài hạn. Vấn đề mà nợ đó thì tương đối không có phải là khó khăn. Cái vấn đề khó khăn ở chỗ là cúng dường. Đó, những cái khoản tiền cúng dường, thì cúng dường theo tôi nghĩ thì chúng ta sẽ có mấy loại. Cái loại đầu tiên tức là có một số người họ ký những cái chi phiếu gửi thẳng về cho văn phòng 2 lúc đó. Đó, thì họ còn có chi phiếu, có biên nhận đó, thì những người đó họ cứ đệ trình. Sẽ có một cái thời gian bao nhiêu đó, chúng ta sẽ khi đi vô chi tiết thực hiện cái đó, thì cái ủy ban thanh lý đó sẽ có những cái thông báo đưa ra tất cả những người nào cho mượn cúng dường có giấy tờ phải liên lạc với cái ủy ban thanh lý đó bằng thư hoặc bằng email hoặc bằng cái gì đó. Nhưng mà thường thường thì nó sẽ có một cái quy định chính thức, tức là họ phải gửi bằng thư bảo đảm, certified mail. Đó là cái cách thức mà bên ngoài khi mà người ta thanh lý một cái tài sản đó, thì yêu cầu những người mà chủ nợ đó là phải liên lạc với cái ủy ban thanh lý đó, báo cho biết, copy những cái giấy tờ đó gửi về đó, để ủy ban thanh lý mới có một cái danh sách chính thức của những người có giấy tờ, những cái khoản tiền nợ cần phải trả ra, lập một cái danh sách. Những người cúng dường cũng như vậy, gửi trực tiếp về văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, họ có receipt, họ có check, cũng phải gửi về liên lạc với ủy ban thanh lý. Những người cúng dường thông qua các chùa ở địa phương, đó, có nhiều người có những cái chùa họ đứng ra họ tổ chức gây quỹ và Phật tử tới đó và đóng góp cho chùa, thì tôi nghĩ rằng đa số là các chùa đó cũng đều có cái danh sách hết.
thì những chùa đó đó, hồi đó họ không có phải là gửi riêng từng cá nhân, cho nên ví dụ như một cái chùa ABC nào đó gửi về cho văn phòng 2, nó đây là Phật tử của chùa đó 15.000 thì cúng dường. Thì bây giờ chúng ta không biết Phật tử nào bao nhiêu, cái chùa đó sẽ có trách nhiệm với những người đó, thì họ sẽ liên lạc với những cái chùa đó và chùa đó sẽ gửi giấy tờ danh sách về cho Ủy ban Thanh lý. Thì Ủy ban Thanh lý sẽ gửi cái số tiền đó về cho cái chùa đó, và cái chùa đó sẽ dựa theo cái danh sách của họ, họ sẽ giải quyết. Cái vấn đề tiền nợ đó là theo như những cái báo cáo tài chánh mua bán thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta có dư khả năng để mà trả cái nợ. Còn cái tiền cúng dường đó thì cũng tới giờ phút này thì thật ra không ai biết là có đủ, chúng ta có đủ hay không. Tại vì như nãy anh Steven Hill có nói đó, là cái số tiền chúng ta mua thì cao hơn, nhưng mà khi chúng ta bán á, trong cái điều kiện nó như vậy, chúng ta phải bán với cái giá đó thì nó không đủ. Thì thật ra khi mà chúng ta quyên góp á, gây quỹ để mà mua chùa đó, thì người ta cúng dường 100 đồng. Nhưng mà cái fundraising nào nó cũng phải có cái chi phí. Thì sau khi mà trừ ra rồi thì thật ra cái net còn lại đó, cái tiền mà các Phật tử, các đạo hữu cúng dường vô đó, nó chỉ còn có 50 hoặc 40, 70, nói ví dụ vậy đó. Thì bây giờ đòi phải trả lại cho nguyên cái số mà họ cúng dường á, thì theo thiện ý của tôi nghĩ thì chắc là chúng ta không có khả năng, không đủ. Đó. Thì vậy thì cái phần mà trả lại cho cúng dường đó thì có thể chúng ta sẽ trả theo cái tỷ lệ, trả theo cái tỷ lệ, tức là sau khi những cái nợ cho mượn đầy đủ hết rồi, còn lại cái cúng dường. Tại vì thật tình mà nói, khi mình đã phát tâm mình cúng dường thì mình cũng không nghĩ tới cái chuyện là mình sẽ đòi lại, nghĩa là cái chẳng đặng đừng thôi. Cái này là thật ra là đúng. Sau, mặc dù nói như vậy không có nghĩa là sau khi trả nợ hết còn dư tiền lại là chúng ta đem đổ sông đổ biển hoặc là bỏ, vẫn phải hoàn lại cho những người cúng dường. Nhưng mà tôi nghĩ rằng với cái tâm của những Phật tử, những đạo hữu hồi đó đã có tâm cúng dường thì họ không nghĩ tới cái chuyện mà so đo phân bị đòi. Hồi đó tôi cúng dường 100, bây giờ phải trả lại cho đủ 100 đó. Mà có những cái tin tức, những cái email mà quý vị thấy đưa lên đó, mà nó ok, hồi đó tôi cúng bao nhiêu, bây giờ bắt buộc phải trả lại thế này nọ, thì tôi nghĩ rằng phía sau đó có một cái gì đó để mà muốn tạo sóng gió, đã đang to lớn rồi, chúng ta đang cố gắng để mà né rồi, nhưng mà họ vẫn cứ tiếp tục tạo. Nhưng mà chúng ta không thể nào làm khác hơn được. Đó là cái cách thức mà tôi nghĩ là tốt nhất để mà chúng ta làm, tức là cái số tiền sau khi trả nợ rồi còn lại là hoàn lại cho những người cúng dường theo một cái tỷ lệ. Đó. Theo một cái tỷ lệ. Ví dụ hồi đó chúng ta thu được tổng cộng vô cái tiền mà fundraising nó cúng dường á 100.000, sau khi trừ chi phí nhà hàng, trừ chi phí ca sĩ thế này nọ còn lại 60.000. Mà hồi đó họ cúng dường 100 đồng thì bây giờ chúng ta trả lại 60. Đó, thì mình nói ví dụ đó. Chứ còn không có thể trả lại đủ 100 tiền đâu mà trả đủ 100. Đó. Đặc biệt là ví dụ cái tiền, những tiền mà họ mua vé số để mà trúng này trúng nọ rồi cũng vậy. Thì đó, đó là cái giải pháp mà theo tôi đề nghị là như vậy. Tức là tóm lại, nên có một cái ủy ban thanh lý. Cái ủy ban thanh lý đó thì độc lập với hội đồng quản trị. Nhưng hội đồng quản trị có cái quyền phải kiểm tra, tại vì trách nhiệm cuối cùng vẫn là hội đồng quản trị. Cái thứ hai là vấn đề mình, những người mà không có biên nhận trực tiếp, không có gửi trực tiếp cho văn phòng 2 mà thông qua những cái đơn vị nào, thông qua cái chùa nào, thì bây giờ chúng ta sẽ gửi lại cho cái địa phương đó, và cái địa phương đó nhận làm giấy tờ chứng nhận và phải có trách nhiệm phải giải quyết cho những cái người mà hồi đó, mà cái đơn vị đó, cái chùa đó họ đứng ra họ gây quỹ. Đó. Thì tôi nghĩ rằng trong cái đại hội ngày hôm nay
còn ngày mai nữa chúng ta sẽ ráng làm sao để mà đề cử những người nào vào trong cái ủy ban thanh lý, và chúng ta sẽ biểu quyết bầu những người trong ủy ban thanh lý đó. Cái số người đó có thể thường thường là khoảng từ 6 đến 10 người, à, tùy theo. À, tại vì coi vậy chứ công việc nó rất là nhiều, rất là bận rộn, và tất cả chúng ta đây ai cũng là đi làm công quả hết. Không có thể đòi hỏi một người nào ông phải, nghĩa là bỏ hết thì giờ của ông vô, ông làm việc này, đây là trách nhiệm của ông, đây là nhiệm vụ của ông, cho nên ông phải hoàn thành, ông phải thứ này thứ nọ. Đó, cho nên là nhiều khi 2-3 người không đủ, đó, thì chúng ta đông đông một chút thì nó sẽ tiện hơn. Đó, xin kính đặt đầu kính chào quý vị. Dạ chưa, chút chút xíu nó mới tới phần phát biểu ý kiến. Dạ chúng tôi xin cái phương diện tinh thần lãnh đạo thì nhân dân là giáo hội hay là văn phòng 2, qua cái vấn đề mà ví dụ như hôm nay trường hợp một cách thực tế là Hòa Thượng Huyền Việt xử lý thường vụ đi nữa, thì là trên cái phương diện tinh thần của những vị lãnh đạo Phật giáo để mà bổ nhiệm ngài làm việc đó thôi. Nhưng mà vấn đề pháp lý của cái ngôi chùa Phật Quang thì UBC phải chịu trách nhiệm hư hại mọi chuyện bán mua này chứ nữa. Thành thử nó còn phức tạp lắm. Thì trở lại cái vấn đề đó thì chúng tôi xin nói là cái Phật Quang nó có cái khó khăn thế này. Dạ thưa quý vị, sau khi mà có ngôi chùa Phật Quang thì cái nhân sự của những người Phật tử đến đó thì đi lại lại trung bình chúng tôi thường xuyên được á khoảng chừng trên dưới 20 vị. Thì có một điều á là cái tâm của các vị đó đa số thực tình, chúng tôi nói một cách rất là thực tế, mà chúng tôi có thưa với thượng tòa quyền chủ tịch văn phòng 2 rồi, mà trước đây á ngay khi mà chúng tôi ở điều ngự chúng tôi cũng thấy sau những cái giáo trị mà quý vị Phật tử mà quý tù về đó ít nhất cũng khoảng chừng 50% thì những Phật tử có tâm đạo, ví dụ như họ có tu tập, họ có lãnh hội được Phật pháp, họ có những cái lúc á họ lấy đạo Phật pháp để họ làm như là một cái làm như một cái sự mà sửa thân sửa lời ăn tiếng nói của mình, nhưng mà dường như cũng hơn 50% á là các vị đi về với mang cái tâm trạng giống như đứng cái lập trường của giáo hội, mang cái tính cách đấu tranh chính trị gì đó nhiều hơn. Cho nên á mỗi lần đến chủ nhật á mà đến quý tù đến đó thì các vị thực ra vô tụng kinh thì không để ý, tụng kinh hay niệm Phật thì không để ý, mà để ý cứ ngồi trà dư tửu hậu để mà nói chuyện chính trị chính em á thì hăng hái lắm. Do đó mang cái tâm đó thì mang cái tâm hơn tâm thua lắm, hơn thua lắm, chứ không phải mang cái tâm của một Phật tử đến làm Phật sự. Vì vậy khi không có đụng chuyện thì thôi, mà đến đụng chuyện là cãi lộn cho tới hơi thở cuối cùng. Thì cũng vì cái đó mà đẩy sinh ra những cái suy nghĩ là ưa lầm quyền thôi, ưa lầm quyền, ưa cai quản. Người này trồi lên á thì người khác ước kéo xuống để cho mình á làm cái này qua cái kia. Vì vậy mà cái sự lộn xộn tôi cố gắng. Bây giờ hôm nay có anh Trần Hồng, Nguyễn Thanh Châu đang ở đây. Anh đang là giữ cái vai trò phó trưởng ban hộ trì Tam Bảo. Thì trong những cái ngày đầu khi đến á, cái chùa Phật Quang có thì anh em trung cư sĩ thì phối hợp với nhau chia nhau ra mở cửa, đóng cửa. Nhưng mà đa số những vị mà đến đó thì cái tuổi á, cái người lái xe cũng khoảng chừng được 50%, còn người 50% còn lại là cái người lái phải đi chở cái người không lái tới chùa nữa. Thành thử ra là cái người lái xe thì khi mà làm Phật sự đó rồi thì đại khái á, là rồi ưa lầm quyền nhau, rồi thành thử ra đến khi mà đụng chuyện đến á, thì rất là khó chịu. May, rất là may thì mở cửa có lúc mở trưa, mở sớm, rồi mở xong rồi đến lúc đi chợ cháu phải đóng cửa lại chùa lại đã. Hoặc là đang mở nửa chừng là có cái hẹn bác sĩ, phải đi khám bác sĩ đã.
rồi về mới mở lại. Thành thử ra cái người Phật tử đến chiêm bái này kia có lúc á tới, có lúc có lúc không. Thì may mắn ra thì thượng tọa mới tìm được cô Viên Từ từ Colorado. Thôi thì nhờ cô về mới thường xuyên mở buổi sáng buổi chiều nó đều đặn được. Thì khi cô Viên Từ về thì đóng cái thầy giao cho cái chuyện mở cửa. Thế nhưng mà kẹp một cái á, là khi mà ví dụ như khách thập phương đến, họ vô họ lễ Phật rồi ra thì người tiếp khách á, thì là ví dụ cô tiếp, rồi thầy giao nữa cô tiếp khách xong rồi thì giả sử như họ bỏ trong thùng Phật sương đó 5-30 thì thôi. Nhưng mà cái người có những người họ không muốn bỏ mà họ tới họ cúng thì đưa cho cô thì cô phải viết cái receipt cho họ. Họ muốn khách thuế mà thì cô phải viết receipt. Thì cái người trước đây mấy cái cô bây giờ phải nói thẳng là có một vài đạo hữu trước đây chưa có cô Viên Từ thì thầy nhờ thôi thì đạo hữu giúp cho chùa thì những người đó họ nhận họ làm. Nhưng mà khi cô về thì họ cho rằng cái người cô đã dành cái việc của họ đi, họ gây chuyện. Ôi trời, họ gây chuyện với cô đến cái nỗi mà họ gây đến cái đó là họ vu khống cho cô Viên Từ là ăn cắp tiền chùa rồi đủ thứ chuyện, làm cho tôi cũng rối ren mấy cái ngày tháng đó. Vừa là tôi làm Phật sự mà vừa tôi giải quyết cái việc thượng tọa thì đi tiểu bang này tiểu bang khác thầy tọa. Lâu lâu thầy về anh Nguyên Hòa, sau đó thì chỉ biết trình bày về thầy vậy thôi. Ôi khó khăn lắm. Do đó rồi cô cũng may là cô không nản chí, cô Viên Từ cô không nản chí, cô cũng chịu cực chịu khổ, cô cứ cái này kia thì họ tìm cách họ vu khống cô, nói chuyện này chuyện khác, bằng gạo bằng cơm đủ thứ chuyện, ngày nào lên trên diễn đàn nói lung tung, làm cho cái ngôi chùa tôi nói thật ra rất là rắc rối rối ren vô cùng. Thì rồi từ 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 đến khi họ thấy rằng là lộn xộn vậy thì tôi hồi hạ với thượng tọa. Thưa thượng tọa ơi, thượng tọa phải dẫn dẫn ngôn thuần, phải thượng tọa phải ra một quyết định cụ thể đi. Cái người trách nhiệm, nếu cô là trách nhiệm thì phải cụ thể trách nhiệm chứ. Trước đây thượng tọa cứ ra quyết định bằng miệng á. Tôi đạo hữu giúp tôi, đạo hữu giúp tôi thì họ lấy căn cứ là thầy giao cho tôi rồi. Ai mà đừng có chết cho tôi ạ. Cái khổ rất chứ. Mà thầy giao nha. Đến lúc rồi thì thôi. Thì mọi chuyện á, rồi cũng nhức đầu lắm. Tôi cố gắng nhận lại thì từ từ rồi sau đó thượng tọa mới giao là thôi bây giờ anh Nguyên Hòa lo tôi với đi. Thượng tọa viết cái quyết định về cô và anh Nguyên Hòa là lo chuyện chùa. Nhưng mà khi dán cái quyết định lên họ đánh nữa bây giờ là thượng tọa dán lên rồi là họ đánh tiếp, họ đánh cô tiếp, họ nói xấu tôi tiếp. Bây giờ tôi nhức đầu ạ. Thành thử thôi thì bây giờ là thưa với quý vị, những cái rắc rối sơ rồi mà dài dòng lắm, chỉ kể hết cả ngày, kể không hết đâu. Thì kể sơ rồi thôi cho quý vị biết rồi, thì cái khổ vậy thôi. Thì rồi thì là thôi thì bây giờ cái chuyện mà bán chùa là cái chuyện đương nhiên phải đến, dù cho việc này không đến nhưng mà ngay cái suôn sẻ về tiền bạc đi nữa, cái chùa đó sinh hoạt đến một ngày đó cũng phải bán thôi mà thôi. Không thể mà làm được cái địa điểm và còn nhiều cái lý do để mà phải bán. Đó là một vài chia sẻ với quý vị hôm nay. Dạ. Dạ, kính thưa quý vị là bây giờ bán chùa rồi. Giờ giải quyết làm sao đây? Cái này mới khó rồi. Giờ cái tiền bán chùa này làm sao mà phân phối lại cho đồng bào Phật tử một cách công bằng? Thì sau khi bán chùa đó là nhận được nhiều cái email đòi tiền. Mà tự nhiên người ta không đòi thượng tọa mà đòi bản thân chúng tôi. Gửi thẳng cho anh Minh Quy đòi đòi tiền đúng không? Hồi đó mình không nhận tiền mà giờ gửi thẳng mình đòi tiền. Thì hồi đó bây giờ hồi đó tôi đóng góp vô cho cái buổi dây quỹ của xây mô chùa Phật Quang là ví dụ là 15.000. Thì họ đòi lại 15.000. Nhưng mà họ biết là 15.000 đóng góp cho buổi dây quỹ đó thì chắc cũng phải chừng 500-700 hay 1.000-2.000 rồi đó. Nó đi vô cái tiền chi phí cho cái buổi đó. Mà họ nghĩ chừng đó, họ nói giờ trả 15.000 thôi. Thì bây giờ đó, cái số tiền mà mình có được đó, khi mình trả ra cho những người mà mượn nợ, mà có giấy nợ đó, thì đã phải trả rồi. Mà những người cúng dường đó, họ bỏ tiền vô đó, tôi cúng, và tôi đòi lại y nguyên vậy, thì chắc có lẽ mình không có đủ để mình đưa. Tại vì cái tiền mà họ đưa vô đó là mình trả cho nhà hàng rồi, mình trả cho ban nhạc, mình trả ca sĩ rồi. Thì bây giờ mình mời một cái anh rất là rành về vấn đề thuế má, thì anh là một chuyên viên về tài chính. Thì anh Lê Hiếu đến từ Atlanta, mời anh Hiếu trình bày về những cái phương pháp trả nợ.
Kính bạch quý chư tôn đức tăng ni, kính thưa tất cả các bác, các cô, các chú, các anh và quý đạo hữu cũng như đồng hương có hiện diện trong buổi hôm nay. Tôi được hân hạnh được mời lên đây để mà góp một số ý kiến về cái việc mà giải quyết vấn đề nợ nần sau khi chúng ta đã bán cái chùa. Nhưng mà trước khi đi vô cái vấn đề chính, tôi cũng xin nói một chút thôi sơ sơ về cái vấn đề cái sự việc chẳng đằng đừng là phải bán chùa. Thì thượng tọa đã nói rồi, anh Steven Dew, quý vị khác cũng đã nói rồi, thì cũng giống như là chúng ta, thượng tọa đã nói chúng ta đã gieo được cái duyên đó để có được cái ngôi chùa, chúng ta đang đưa cái ngôi chùa đang đi tới, nhưng mà gặp phong ba bão tố. Nếu chúng ta cứ vẫn đi tới thì chắc chắn con thuyền đó nó chìm, thì mất hết. Mà mất hết tức là sự đóng góp của Phật tử coi như bỏ sông bỏ biển. Do đó cho nên chúng ta bắt buộc, vì phong ba bão tố, chúng ta phải kéo cái con thuyền để đi qua một cái hướng khác, để còn con thuyền tương đối nguyên vẹn, để mà chúng ta có thể giải quyết được cái vấn đề. Vì vấn đề bảo vệ cái sự đóng góp, cái từ tâm của Phật tử mà cái sự việc bán phải xảy ra. Bán chậm hay bán trễ nó có khác nhau như thế nào? Như quý vị cũng đã biết rồi, và thượng tọa đã cũng đã nói, đã có một cái vụ kiện tụng, tức là đã đưa, người ta đã đưa cái vấn đề đó ra trước pháp luật. Mà khi xử lý một cái tài sản mà phải đưa ra trước pháp luật, có nghĩa là chắc chắn tôi nghĩ rằng dù cái đó bàn giao qua cho hòa thượng Huyền Việt thì hòa thượng cũng không thể nào mà giải quyết cái nợ nần được. Tại vì chính trong một cái thư hòa thượng Thích Huyền Việt gửi cho Đức Tăng Thống, hòa thượng nói hòa thượng không có khả năng để mà lãnh cái trách nhiệm đó. Tại vì cái món nợ mà tạo lập cái ngôi chùa của thầy đó cũng còn rất là nặng, thì tôi nghĩ cũng khó để mà hòa thượng Thích Huyền Việt có thể giải quyết được cái nợ nần đó. Thì cuối cùng cũng phải đi đến cái giải pháp là phát mãi thôi. Nhưng mà vì có pháp luật đụng vô rồi thì cái phát mãi đó nó trở thành là một cái judicial sale. Mà đã khi nó như vậy rồi, tức là phát mãi theo án lệnh, thì không bao giờ mà nó xảy ra nhanh được hết trơn. Nó không có xảy ra nhanh được. Trước khi đưa đến cái tình trạng mà phát mãi đó, tòa người ta sẽ giao cái chùa đó cho một cái người nó gọi là receivership. Mà quý vị biết rằng những cái mà receivership đó, họ tính tiền nó theo cái giá trị của cái tài sản. Mà theo như tôi biết đó, với một cái tài sản mà hỏi liền ngay tức khắc, mình mua cái chùa lỡ mà, mình mua cái chùa, mình muốn làm chùa, Steven mới vừa nói cái đó không có lý. Cái chùa của người Đài Loan đó, đó là cái thiền viện, quý vị. Họ làm cái đó đó, họ kêu là temple, nhưng mà đó là meditation temple, là cái thiền viện. Mà cái thiền viện đó thì không có cái sự ồn ào, họ lại họ thiền hay là họ làm lễ cúc, làm tụng kinh rồi đó, thì nó không có cái sự ồn ào, thì họ lấy được cái giấy phép. Nhưng mà nếu chúng ta làm thiền viện thì chùa Phật Quang không sao hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta đổi cái chùa Phật Quang thành một cái chỗ cúng làm lễ lộc và có chuông, có gõ mõ, có cái này cái kia, và có những cái đại lễ và có rất là nhiều người đi ra đi vô và làm lễ ra ngoài thế ra, thì cái đó không có hợp lệ. Chỉ trên cái điểm đó thôi quý vị, quý vị không thể nào giữ cái chùa Phật Quang với cái mục tiêu mà quý vị khi lúc đầu quý vị mua. Mình chỉ nói một điểm đó thôi. Thành ra chùa Phật Quang phải bán, bán sớm hay bán trễ thì cũng phải bán, chứ không mấy không thể nào thực hiện được vì nó chưa hội đủ cái điều kiện. Nào, thành phố Huntington họ đã biết cái đó, bởi vì những cái người dân cư họ khiếu nại.
và thành phố sẽ làm một cái nó kêu là public hearing cho những cái người dân cư đó họ lại và họ sẽ trình bày, và mình những cái người mà đại diện chùa Phật Quang phải lại đó nói chuyện và trình bày tại sao mình làm cái chùa và mình sẽ hứa cái gì đó, coi coi họ chịu không. Nhưng mà chúng ta biết là chưa họ đủ điều kiện, thành ra không thể nào mà nó thông qua được. Cái đó là cái quan trọng nhất. Còn những cái mà nó không có quan trọng là khi mà mình mua một cái cơ sở nào thì mình phải đi xuống, mình xin, nó kêu là cái CO hay là cái certificate of occupancy, tức mình phải xin lại. Cái đó rất là dễ dàng, nhưng mình phải xin cái đó. Thì chúng ta không có cái đó. Stephen có hỏi thượng tọa, thì thượng tọa nói rằng là có một cái người Phật tử giúp và người đó hứa làm. Thành ra rất là tin tưởng cái người đó và nghĩ là đã làm rồi, nhưng mà thật ra lại chưa làm. Thành ra chúng ta hoạt động bắt đầu từ ngày 23 tháng 11 2014 cho tới cái ngày đóng cửa là hoàn toàn làm việc không có cái permit, là điểm đầu tiên. Cái đó mình mua và mình làm thì cũng không sao, mình có thể giải quyết được. Cái điểm thứ nhì đó là khi mà mua cái đó đó, thì cái Stephen thì không biết, nhưng có cái ban hội trì Tam Bảo, họ tính như thế nào thì phải không biết, nhưng mà họ mới có, cái thiền viện nó có hai cái restroom, tức là hai cái chỗ đi tiểu. Stephen không biết tại sao, nhưng mà họ quyết định họ phá hai cái restroom và họ biến nó thành cái bathroom, tức là cái nhà tắm, và một cái phòng thì là cái phòng cho một sư cô ở, thì để có cái chỗ đi tắm. Hả? Khi mà quý vị ai cũng biết, nếu mà quý vị có những cái cơ sở thương mại, quý vị biết cái chùa Phật Quang nó nằm ở trong, mà khi mà trong giấy tờ đó nó là commercial property, tức là một trong cái khu vực thương mại, thì cái khu vực thương mại đó mình không được ăn ở ngủ ở đó, mà nó lại có cái nhà tắm. Và khi mà họ lại họ coi đó thì họ thấy là có giường và họ có phỏng vấn sư cô đó. Thì sư cô đó dạ tôi ở đây, thì họ có nói là sư cô ở đây là không có đúng luật, tức là phạm phải lấy đi. Cái đó khi mà chúng ta muốn sửa mà biến nó thành cái nhà tắm đó, cái điểm thứ nhì là mình phải xin cái permit. Cái đó cũng dễ thôi. Một là phá hủy cái nhà tắm không được làm. Hai là phải đi xin phép để lấy cái permit. Mà quý vị biết rồi, commercial property, quý vị muốn xin lấy cái nhà tắm thì cái câu đầu tiên nó sẽ hỏi làm nhà tắm làm cái gì? Để ở hay là nhiều khi mình làm việc mệt, mình muốn vào đó mình tắm, thì mình phải giải thích cho nó. Thì cái đó cũng không có khó khăn. Tức là thiếu những cái permit, cái đó thật sự không khó khăn. Đó là hai cái điểm về thiếu cái permit. Cái thứ nhất là không có cái CO. Cái thứ nhì đó, tại Cali thì nó lại đòi hỏi thêm là một cái permit về vấn đề sinh hoạt tôn giáo. Cái đó phải ra cái public hearing, nó rất là khó khăn. Cái điểm thứ ba là xây nhà tắm không có giấy phép. Nhưng mà thật sự cái điểm số 4 là nó gần cái khu dân cư và chưa hỏi điều kiện, cái đó mới là cái quan trọng. Thì Stephen có đi xuống dưới thành phố và nói chuyện với họ, thì mình hiểu cái vấn đề và mình nói, mình rất là, mình nhìn vô cái mình cũng biết, mình đồng thuận, mình nói để mình cố gắng mình giải quyết cái vấn đề này. Nhưng mà thật sự đó thì mình biết cái đó là không cách nào mình giải quyết được. Và họ nói là họ sẽ gỡ cái thư ra là yêu cầu mình phải đóng cửa ngay cho đến khi nào tất cả những cái đó hội đủ điều kiện. Hả? Và cái sự việc nó lại xảy ra là cái không nhớ, nhưng mà khoảng 2 tuần trước. Chỉ nói về cái vấn đề chưa hội đủ điều kiện ở cái khu vực dân cư là cho chúng ta biết cái chùa không thể nào giữ được, chưa tính nói về vấn đề nhân sự. Thì bây giờ Stephen đưa qua cho chú Minh. À,
để chú Minh sẽ nói về vấn đề nhân sự tại chùa Phật Quang và những cái sự nhức đầu, bởi vì chú là cái người phải phụ giúp cái phần đó. Đây là cái điểm thứ nhì mà chúng ta cần phải giải quyết, mà chúng ta biết chúng ta không có cách nào giải quyết được, bởi vì nó rất là lộn xộn và không cách nào để mà làm cho cái sự đó nó lắng động xuống, là cái điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba đó thì như chúng ta cũng đã biết rồi, cái nợ là khoảng gần 800.000, mặc dù cũng trả đi được một chút rồi. Thì nếu mà có cái chùa mà không hoạt động được mà cứ cãi lộn ở đó hoài, mà cãi lộn đó nó sẽ đưa ra cái sự xích mích, nó sẽ đưa ra cái sự ấu đả, nó sẽ đưa ra cái bị thương, bị cái này cái kia. Và có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là ban quản trị phải chịu trách nhiệm khi mà có một cái sự ấu đả, một cái việc gì nó xảy ra ở cái chùa. Đây là một cái trách nhiệm mà mình nói tiếng Anh đó, nó kêu là cái liability, mà ban quản trị phải chịu trách nhiệm lỡ có chuyện gì xảy ra cái gì đó. Rồi bây giờ làm sao mà kiếm tiền để mà trả cái đó? Mà nếu mà không bán, hay là bán không được, hay là bị một cái vấn đề gì đó nó làm cho cái sự trì hoãn của bán đó, thì bây giờ làm sao mà chúng ta trả 800.000? Mà nếu mà không trả 800.000 thì những cái người ta có cái lòng hảo tâm cho mình mượn với ngắn hạn và dài hạn, nhưng mà họ cũng cần cái tiền của họ lại, mà chúng ta không trả được, mà họ nhìn vào họ biết là mình không thể nào trả nổi, thì bắt buộc họ phải có một cái giải pháp, đó là kiện tụng. Thành ra đi đâu nó cũng bị kẹt, là phải đi ra tới cái tòa. Và cái vấn đề đó là cái vấn đề chúng ta cần phải giải quyết. Thành ra bốn cái điểm đó quý vị thấy là rất là nhức đầu, trước sau gì cũng phải làm. Thì Stephen cũng biết, và Stephen sẵn sàng nhận cái trách nhiệm này, là Stephen có biết thượng tọa cứ nói là phải đợi tới cái khoáng đại để mà lấy cái biểu quyết của tất cả, và ai cũng biết là cái thăm dò ý kiến của tất cả mọi người thì đại đa số, có thể nói là 99% là đều nói là phải bán. Nhưng mà chúng ta cũng phải rất là thực tế, nếu mà hôm nay mà Stephen kêu quý vị bỏ phiếu bán hay giữ, mà nếu mà bỏ phiếu kín, Stephen dám cá là quý vị sẽ nói bán hết. Nhưng mà Stephen nói bỏ phiếu mà phải giơ tay lên đếm từng người có máy quay phim, chưa chắc quý vị dám nói bán. Đó là một cái trách nhiệm rất là nặng nề, bị mang cái tiếng bán chùa. Thành ra Stephen hiểu, và thầy cũng hiểu cái vấn đề đó, và Stephen là cái người chủ tịch, Stephen nói phải làm cái này, mặc dầu là mình bị mang cái tiếng đó, nhưng mà phải gánh cái trách nhiệm đó, lấy cái trách nhiệm đó ra khỏi tất cả ba tính. Chứ cái đó không phải dễ đâu, mà phải làm cái đó, bởi vì không còn cái con đường lựa chọn. Dạ. Bây giờ thì Stephen mới đưa qua cho anh Minh để nói về cái vấn đề là không có nhân sự. Không có nhân sự mình còn kiếm được, còn cái này nhân sự nó lộn xộn nữa. Dạ. Dạ, trước khi đưa microphone qua cho anh Nguyên Hòa, Trần Định Minh đó, thì Minh Huy xin được nhắc lại cái lúc nãy Stephen đã nói đó, là ban quản trị chịu trách nhiệm về chùa Phật Quang. Xin làm rõ điều này, không phải Hòa Thượng Quyền Việt là xử lý thường vụ của văn phòng 2 chịu trách nhiệm chùa Phật Quang, không phải giáo sư Võ Văn Ái là phòng thông tin Phật giáo quốc tế chịu trách nhiệm chùa Phật Quang, không phải ông Lê Công Cầu là tổng thư ký Viện Hóa Đạo chịu trách nhiệm chùa Phật Quang, cũng không phải là Đức Tăng Thống chịu trách nhiệm chùa Phật Quang, mà ban quản trị phải chịu trách nhiệm với tính cách pháp lý của Hoa Kỳ. Thành ra cái đó rất là quan trọng. Chúng ta cứ nghĩ rằng, mà bên kia họ cứ nói rằng giao chùa cho hòa thượng, nhưng mà giao chùa rồi đó thì tiền ban quản trị phải lo trả, trách nhiệm về pháp luật, ai đi vô chùa đó té, ban quản trị đó phải đứng ra thường, thì cái đó là cái trách nhiệm pháp lý. Cái trách nhiệm kia đó là chỉ nói chơi mà thôi, nói nghe vui thôi chứ thật ra không có trách nhiệm gì hết. Thì xin được làm rõ cho quý vị hiểu chỗ đó là trách nhiệm thuộc về ban quản trị.
Dạ, kính thưa quý vị, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý vị, những cái điều mà anh Minh Huy vừa mới nói thì đúng. Từ xưa đến nay chúng ta thường thường cái vị trụ trì họ có toàn quyền cái ngôi chùa đó, và chúng ta làm Phật sự thì làm dưới cái vị trụ trì đó mà thôi. Bây giờ khi mà có cái cơ chế để mà bảo vệ, cơ chế pháp lý để mà bảo vệ cái ngôi chùa đó, thì thực tình ra nó có cũng hơi phức tạp. Bởi vì thế này, cái cơ sở vật chất á, thì trên phương diện pháp lý á, thì cái UBC chịu trách nhiệm. Nhưng mà trên